Lúc mọi người đang ở trong một cuộc họp có rất nhiều những vị lãnh đạo và các chủ đầu tư lớn. Viên trưởng Hồ Kính Sâm sau khi tham khảo ý kiến của tổ chuyên gia thì ông đã có quyết định không tiếp nhận kế hoạch phát triển kế hoạch sân khấu 1 của bên Voodoo. Kết quả hiện ra trước mắt nên Voodoo rất chi là buồn vì mình không thể mang dự án đi xa thêm một bước nữa. Phía trên vệ tinh không gian thì mọi người đang đưa tin về một số lượng lớn khán giả đang chờ để xem cô gái có cái tên Kiều Tinh Tinh xuất hiện. Dù là diễn viên nổi tiếng nhưng cô cũng không tránh khỏi những lời gièm pha đến từ vị trí của thiên hạ. Cô được giám đốc Linh tiết lộ về sự việc Kiều Tinh Tinh bị bạn học cấp 3 bóc phốt trên mạng xã hội. Kiều Tinh Tinh đã đính chính lại sự thật về vấn đề này và cô cho rằng bài viết đều có ý đúng và ý sai thì nhiều vô vàn. Cô nhắn tin hỏi bạn cô về vấn đề mình bị bóc phốt. Cô bạn kia tiết lộ cho Tinh Tinh một vấn đề về Voodoo. Cậu ta đã chia tay bạn gái từ khoảng năm tư đại học, cậu ta cũng đang sinh sống tại Thượng Hải. Tinh Tinh nhớ về khoảnh khắc mình đi tỏ tình với Voodoo nhưng thất bại thảm hại. Ngay cả trong giấc mơ của cô cũng hiện ra vô vàn hình ảnh về anh thanh niên Voodoo đó. Đang mơ đẹp thì cô bị giám đốc Linh gọi dậy và nói cô đã được lên top thịnh hành Weibo. Hình tượng nhân vật Kiều Tinh Tinh của cô bị sụp đổ khiến cho giới giải trí và esports cũng phải quan tâm hết mức. Game Vương Giả là một hình tượng game có sức hút rất lớn lên chỉ vì một lần chót dại của Tinh Tinh khiến cho chị giám đốc cũng phải váng đầu. Đang nói chuyện thì phía Vương Giả gọi tới, anh ta nói về việc Tinh Tinh bị bóc phốt khiến cho công ty game giải trí của anh không biết giấu mặt đi đâu. Tình hình ban căng có một cách có thể chuyển từ bại qua thắng là cho Tinh Tinh đi thi giải vô địch thế giới. Không chần chừ thì Tinh Tinh đã tham gia luôn cho nó nóng. Cô đăng một bài viết nói ra lời xin lỗi đến tất cả mọi khán giả. Về phía của Vương Giả thì anh ta cũng cho đàn em đang sờ ta tút về việc Tinh Tinh sẽ tham gia giao hữu. Vì sự cổ vũ của khán giả nên cô đã quyết định không nghỉ hè nữa và sẽ đến Thượng Hải để cày game cho sướng. Giám đốc Linh chuẩn bị cho Tinh Tinh một con điện thoại mới để phòng ngừa cô sẽ bị ăn phốt tiếp. Mọi người đến điểm dừng chân là Thượng Hải và không ngờ người mà giám đốc Linh nói sẽ huấn luyện cho cô lại là chồng của giám đốc. Bốn người thảo luận về hướng đi mới cho Tinh Tinh xong thì giám đốc cũng đi làm việc của mình và còn không quên dặn Tiểu Chu cũng luyện tập cùng luôn cho vui. Anh Quốc giới thiệu cho hai học viên mới về cách chơi và thể lệ chơi. Tinh Tinh chơi 100 trận thì 99 trận thua khiến cho chồng của giám đốc cũng phải lắc đầu ngao ngán. Tối đến khi giám đốc Linh về thì cô cũng phải thán phục trước tài đánh game của Tinh Tinh. Cô yêu cầu giám đốc về việc mình sẽ lấy điện thoại của mình để rèn luyện vài hôm cho ra ngô ra khoai. Tối đến khi Tinh Tinh về nhà cô đã vào game bằng nick phụ của mình. Và rồi cô gặp lại đúng cái tên Voodoo anh bạn cũ của mình cũng đang online. Ký ức lại hiện về trong đầu cô khiến cô không thể nào quên được cái tên Voodoo đó. Sau giấc mộng hồi tưởng thì Tinh Tinh lại vào game và rồi anh chàng Voodoo đã mời cô vào làm một ván game để ôn lại tình xưa nghĩa cũ. Cô chơi game với tình xưa nghĩa cũ nhưng vẫn có cái thói là không biết làm gì và chỉ là một cục tạ để cho mọi người gánh. Cuối cùng thì người gánh team vẫn là Voodoo và cậu còn cho rằng đó chỉ là những kỹ năng đơn giản mà cậu đã luyện. Voodoo và những người bạn báo đời của mình đang trong trạng thái giới thiệu tên nhân vật với ID game thì bỗng dưng giọng nói nho nhỏ của Tinh Tinh hiện lên. Cả đám đều bất ngờ khi người mình chơi cùng mấy ván lúc nãy lại là một cô gái. Tinh Tinh lo sợ về việc Voodoo sẽ nhận ra được giọng nói của mình nhưng ai ngờ cậu ta không hề nhận ra được giọng nói quen thuộc ngày ấy. Đang chơi game thì Tinh Tinh lại chụp ảnh màn hình chiến tích gửi cho giám đốc Linh coi cơ mà nó lạ lắm. Cô bị bắt đi ngủ nhưng trước khi đi ngủ cũng không quên kết bạn với những game thủ lão làng. Sáng hôm sau khi ngủ dậy thì cô đã nhờ Tiểu Chu mua hộ cho mình mấy skin đẹp đẹp. Trở lại trường quay cũng là lúc Tinh Tinh đã chụp ảnh mẫu xong và cô không quên chạy tới chỗ Tiểu Chu để xem việc mình nhờ cô ấy đã làm đến đâu rồi. Về nhà thì cô cũng đã được mời vào game vì lý do mình đã tặng mỗi người mấy skin VIP. Vì là do ba người kia đều được tặng nhưng chỉ duy nhất Voodoo không được nên là cậu cũng có phần hơi ấm ức cho nên cậu đã cho đồng đội ăn hành từ đầu đến cuối. Do Tinh Tinh chưa đủ level để cày danh nên bốn anh thanh niên kia không thể vác cô theo được. Voodoo và cậu bạn đã ra kế hoạch nếu ai thắng 2 trận thì người đó phải lập tem để kéo Tinh Tinh lên. Chuyện gì đến cũng phải đến cậu bạn kia đã thua và rồi cũng phải đi làm ô xin cho Voodoo một tuần. Ở cái tuổi 30 của Tinh Tinh nhưng cô vẫn không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình khi thấy Voodoo chơi game cừ khôi đến như vậy. Bên phía của hai vợ chồng nhà giám đốc thì ông chú Quân không hiểu sao ban ngày thì Tinh Tinh chơi. Rất tệ nhưng chỉ sau một tối thì cứ như là đã được nạp năng lượng và búp thêm 1 tỷ% công lực. Đang tập luyện dở thì cô đã đòi về vì lý do thấy ông cậu Voodoo đang online. Về phía Voodoo thì cậu đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó thì có một ông chú đi vào và hỏi cậu về vấn đề rằng cậu sắp sửa nghỉ việc ở viện nghiên cứu. Ông chú nêu ra vấn đề của mình và đề nghị Voodoo hãy về chỗ mình làm nếu như nghỉ việc ở viện nghiên cứu. Voodoo đang trên đường đi tìm công việc mới thì nhận được cuộc gọi của ông bạn nghiện game và hai người có hẹn nhau 8 giờ tối nay đi đua ở nhà hát lớn. Đang bàn tán xem tối nay cưỡi ngựa chiến nào đi đua thì ông bạn Trạch Lượng gọi tới và kêu rằng cậu và Kiều Tinh Tinh lại dính lùm xùm trên mạng xã hội. Về phía của Tinh Tinh thì cô cũng nhận được thông báo từ phía cô bạn bội bội của mình rằng Voodoo đã lên tiếng về vụ việc bạn học cấp 3 nói xấu cô.
Những ký ức lại hiện về trong tâm trí của Tinh Tinh, nhưng lần này cô không chút buồn bã mà đã vào thẳng con game để chơi cho nó vui. Bên phía Vu Đồ thì cậu dường như đang tâm tư về vấn đề nào đó. Cậu bạn đang dọn nhà thì thấy Vu Đồ buồn nên đã mang mấy lon bia ra để anh em tâm sự tình cảm tí. Hai người tâm sự về việc sẽ dọn đi đến nơi khác để sinh sống và làm công việc mới. Lo sợ công việc mới có kiếm được 1 triệu một năm không, hai ông cậu đã nảy sinh ra vấn đề đi tìm vợ về lấy cho nó lành. Vu Đồ nhớ về quá khứ của mình và rồi cũng nằm bệt ra ghế sofa. Không phải là do buồn vì những vấn đề ngoài luồng mà do cậu đang say bia nên không thể tỉnh táo được. Tinh Tinh nhận được một thông báo từ chị giám đốc rằng ngày mai cô không phải đến phòng để tập game vì chị đã bận đi hưởng với chồng mấy hôm. Vu Đồ từ chối nhận skin của Tinh Tinh nên cô đã ra một quyết định táo bạo về việc rủ cậu làm huấn luyện viên cho mình. Hai người đã đi đến quyết định cuối cùng là sẽ giúp đỡ nhau chia ngọt sẻ bùi. Tinh Tinh đã thành công dụ dỗ anh thanh niên Vu Đồ được bước thứ nhất. Mọi người bắt đầu vào trận đấu thì ba anh thanh niên kia thắc mắc tại sao Tinh Tinh lại đi thi đấu ở một quả giải mang tầm cỡ quốc tế như thế. Bước vào trận đấu với một phong thái phấn khích, Tinh Tinh quyết tâm sẽ không làm cục tạ của mọi người nữa. Căng thẳng một hồi thì cũng đã giành được chiến thắng. Cả ngày Tinh Tinh đắm chìm trong trò chơi, cô dần dần cải thiện được khả năng ganh đua của mình. Ván đấu chip bờ kêu hồi nãy có vẻ như Vu Đồ đã nhường cho Tinh Tinh. Cô nhắn tin và hỏi tại sao thì Vu Đồ chỉ trả lời vì cô xứng đáng. Tay hái quả bông là cái biệt danh mà Tinh Tinh đã đặt cho Vu Đồ. Trở về với nơi công tác và làm việc thì giám đốc Linh không thấy bóng dáng của Tinh Tinh đâu. Cô hỏi nhân viên thì mọi người cũng không biết lý do tại sao Tinh Tinh lại không đến làm. Đang trong trạng thái bất cần đời thì giám đốc đến nhà và thấy Tinh Tinh đang cắm cúi chơi game thì cô lại thôi không nổi giận nữa. Giám đốc nhìn thấy Tinh Tinh chơi hay như vậy thì cô đã không hết lòng ca ngợi về sự giỏi giang trong lúc luyện tập của Tinh Tinh. Cô khoe về người đã giúp mình chiến thắng trong mọi trận đấu giỏi hơn anh Quốc nhà chị giám đốc. Chị Linh giám đốc không cho là như thế, đến khi xem KDA của anh bạn kia thì mới hết hồn. Tinh Tinh thắc mắc tại sao Vu Đồ ngày nào cũng chơi game nên cô đã nhắn tin và hỏi cho ra lẽ xem sao. Đang phân vân thì cô lại chuyển sang hỏi cô bạn bội bội của mình xem ở lớp cũ có ai làm nghề nào tai to mặt lớn không. Tinh Tinh biết được rằng Vu Đồ không hề từ bỏ ý định của mình. Tiếp tục với những ván game, nhưng lần này câu chuyện nó không tiếp diễn ở khung cảnh đấu đá mà chuyển sang hỏi về vấn đề của mấy cái máy lọc không khí. Quả là cô bạn Tinh Tinh này cũng rất lắm trò. Cô mượn cớ để lôi kéo Vu Đồ về nhà mình để sửa hộ cái máy lọc không khí. Cuối cùng sau bao nhiêu lời ngon ý ngọt từ mọi người thì anh thanh niên Vu Đồ đã xin địa chỉ nhà Tinh Tinh để đến sửa giúp cô. Để chuẩn bị cho chuyến công tác của Vu Đồ đến nhà mình thì Tinh Tinh đã không ngần ngại trang điểm tút tát lại bản thân để tạo cho anh thanh niên Vu Đồ một bất ngờ thật đặc biệt. Tối đó trên chuyến tàu đi tới nơi ở của Tinh Tinh, buổi tối ở Thượng Hải thật sự rất là tuyệt vời. Vu Đồ đi tìm kiếm xem tung tích căn nhà của Tinh Tinh nằm ở đâu thì phát hiện ra cô bé đứng trước cổng chào. Cậu nghĩ đó là cô bạn bông gòn trên game nhưng mà không phải. Cô bé Tiểu Chu dẫn cậu đi gặp người mà cậu đang tìm thì bất ngờ Tinh Tinh từ đâu và xuất hiện như một vị thần. Hai người không đi lên xem cái máy lọc không khí luôn mà lại có một cuộc hẹn đi dạo nói chuyện trước. Hai người đi dạo cùng nhau và có những câu chuyện vui vẻ. Vu Đồ thắc mắc tại sao Tinh Tinh lại chơi game cùng cậu. Tinh Tinh nói vì do Vu Đồ mời trước nên cô mới vào chơi luôn cho nó nóng. Tinh Tinh nói về việc mình sắp phải thi đấu để chứng minh bản thân và lấy lại công bằng cho mình. Cô muốn Vu Đồ giúp đỡ mình để có thêm chút kiến thức cho việc tham gia giải đấu vương giả. Cuối cùng thì Tinh Tinh cũng đạt được ước muốn của mình. Vu Đồ đã đồng ý dạy chơi game cho cô vô điều kiện. Trở về nhà thì hai người vẫn đang trong trạng thái phấn khích. Hai người vừa đi vừa bàn chiến lược để giành chiến thắng. Tinh Tinh và Vu Đồ chào tạm biệt nhau và Tinh Tinh đã hẹn cậu 9 giờ sáng mai qua nhà cô làm tí rau tí bún. Về đến nhà thì Tinh Tinh đã khoe cho cô trợ lý Tiểu Chu rằng giấc mơ thời thiếu nữ của mình đã trở thành hiện thực. Giám đốc Linh gọi đến và cô bé Tiểu Chu không hiểu gì nên đã nói cho giám đốc rằng hai người kia chuyển sang học toán. Phía bên Vu Đồ vì trễ chuyến tàu nên cậu đã về muộn cho nên không thể vào mở combat cùng với mấy người bạn được. Chỉ còn anh bạn cùng phòng với Tinh Tinh chơi nên hai người có trao đổi qua một số vấn đề về việc Tinh Tinh thấy sao khi lần đầu gặp anh bạn của mình. Câu trả lời đến từ vị trí của Tinh Tinh chỉ là bình thường thôi. Rồi cậu bạn lại vào hỏi thêm cả Vu Đồ về việc cô bé bông gòn đó ngoại hình ra làm sao thì câu trả lời từ Vu Đồ là vẻ đẹp đó có đầy ở ngoài đường. Ông cậu trạch lượng không moi móc được thông tin nên quyết định về phòng để ngủ. Vu Đồ nhớ về lúc cậu và Tinh Tinh ở bờ hồ thật sự lãng mạn biết bao. Tối đó khi chuẩn bị ngủ thì Tinh Tinh không quên đặt xe cho Vu Đồ để cậu thuận tiện cho việc di chuyển. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc thì việc đầu tiên cô làm là dép tin nhắn của cô em mình, sau đó thì cậu bạn Vu Đồ đã đến nhà để chuẩn bị cho cuộc luyện tập game hôm nay. Vì không biết Tinh Tinh thích ăn món gì nên cậu đã mua mỗi thứ một phần để cho Tinh Tinh tha hồ mà lựa chọn với khẩu vị của mình. Đang ngồi ăn trứng thì hình ảnh hiện ra trước mắt Tinh Tinh là hình ảnh anh chàng khôi ngô tuấn tú năm ấy. Hai người bắt đầu thảo luận về một số vấn đề cần thiết trong combat. Vu Đồ cho Tinh Tinh mượn thử nick của mình để vào chiến mấy ván game thử xem sao, nhưng không ngờ thì nó toàn là defeat.
Với tình hình gấp rút như thế này thì cô phải liên tục chơi để hoàn thiện kỹ năng để lên danh cao thủ. Cuộc tập luyện bắt đầu với màn solo 1v1. Trên sắc mặt của Tinh Tinh dường như cô cũng đang nhăn nhó với quả kèo này. Đang chuẩn bị vào game thì cô em Tiểu Chu mang phần ăn buổi tối vào cho cô, nhưng phần ăn không phải là tí rau tí bún mà lại là món ức gà dành cho người nuôi vóc dáng. Cô ngậm đắng nuốt cay để kiềm chế cơn thèm thịt của mình. Chuỗi ngày sau đó thì Tinh Tinh không thể thắng nổi được Vu Đồ cho dù chỉ là một trận. Cho đến khi Vu Đồ phải thả hết những ngón tay ra khỏi cái màn hình điện thoại thì cô mới có thể ăn được một kill. Không ăn được nên chuyển sang chơi với người khác, nhưng Tinh Tinh cũng chỉ ăn được một ván, cho đến ván sau thì lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của Vu Đồ. Hai người chia tay nhau và ra về, rồi cô em Tiểu Chu lại đến và không hiểu những lời mà chị mình đang nói có ẩn chứa hàm ý gì. Ngày qua ngày không biết là bao nhiêu cái đè fit đã đến với Tinh Tinh. Đang trong lúc combat dầu sôi lửa bỏng thì một cuộc điện thoại từ Hạ Tình gọi đến khiến Vu Đồ hết cả hồn. Cậu đi ra ngoài nghe máy và rồi đi ra ngoài luôn, khiến Tinh Tinh có vẻ không vui cho lắm. Vu Đồ đến điểm hẹn với Hạ Tình ngồi nhâm nhi ly cà phê bàn tán về những câu chuyện diễn ra trong cuộc sống hiện tại của hai người. Vu Đồ và Hạ Tình chào tạm biệt nhau trên chuyến xe không mang biển số hạnh phúc. Trở về với căn nhà cùng với Tinh Tinh, hai người lại bắt đầu với chuỗi ngày ăn với rèn luyện combat. Trong khi Vu Đồ đang đi rót nước thì Tinh Tinh vô tình lại ghép đội với ông bạn cùng phòng với Vu Đồ. Cậu ta kể về việc Vu Đồ hay đi sớm về khuya như kiểu là hoa đã có chủ, cho nên ông bạn đề nghị Tinh Tinh về với đội của mình. Nghe tiếng chuông cửa tưởng Tiểu Chu mang đồ ăn đến, nhưng khi mở cửa ra thì là một anh chàng nào đó có tướng giống như vệ sĩ, khiến Tinh Tinh cũng phải bất ngờ. Hóa ra đó là bạn trai cũ của cô cách đây 2 năm trước. Hai người lại ăn những bữa cơm như ngày thường, nhưng lần này người được nhắc đến lại là anh chàng bạn trai cũ của Tinh Tinh. Bữa cơm hôm nay trở nên thú vị hơn hôm qua vì có rất nhiều những câu chuyện được tiết lộ ra. Câu nói từ bỏ vũ trụ bao la của Vu Đồ đã khiến cho Tinh Tinh đứng hình mất 5 giây. Về đến nhà sau một ngày dài ở cùng Tinh Tinh, cậu bạn cùng phòng đã biết được hôm nay cậu đi gặp mặt với Hạ Tình. Trạch Lượng nói với cậu rằng ông bạn Khúc Minh ở bên biển mời đi ăn vào tối mai, nhưng Vu Đồ có vẻ không đồng ý vì cậu có vẻ quan tâm đến việc dạy chơi game cho Tinh Tinh hơn. Hôm sau thì Vu Đồ đã quyết định đi đến bữa tiệc đó. Nhưng trong bữa tiệc với những người bạn cũ thì cậu có vẻ không thoải mái một chút nào. Nghĩ trong đầu thì ở mẹ nhà cho nó lành. Ngoài những câu châm biếm ra thì đám bạn này không có gì mấy là tốt đẹp cả. Cuộc tình báo Tiểu Chu không ngờ cũng có mặt ở đó, và cô đã mách lẻo chuyện Vu Đồ bị đám bạn mỉa mai cho Tinh Tinh biết. Đang bàn tán thì nhân viên ở đâu ra mang đến bàn chai rượu uống dở, khiến cho mấy người không đỡ nổi. Vu Đồ đã rời ghế và đi về, tiện cầm theo chai rượu quý đi luôn. Cậu đi về nhà Tinh Tinh, cô đã nói ra hết chân tướng sự việc cho anh nghe, rằng đây không phải là chai rượu quý mà nó chỉ là cái vỏ không xong đổ rượu vào. Hai người tìm một góc lý tưởng để có thể nhâm nhi những giọt rượu cuối cùng cho quên hết sự đời. Công việc đè co vị trí Chiêu Chiêu có vẻ là hơi kỳ công đến từ vị trí của Tinh Tinh. Cuối cùng thì chỗ ngồi cũng đã sắp xếp xong. Hai người nâng ly rượu pha một chút tình cảm trong đó. Kiều Tinh Tinh lại không quên một việc, đó là kiểm tra hàm lượng calo có trong rượu vang là bao nhiêu. Câu chuyện trở nên nhạt dần khi Vu Đồ nghĩ về những lời nói mà đám bạn lúc nãy đã mỉa mai mình. Nhưng rồi cậu được Tinh Tinh giải vây để cho cậu quên đi những thứ không mấy tốt đẹp đối với cậu. Những tấm hình selfie đến cháy máy của Tinh Tinh khiến cho Vu Đồ ở đó cũng trở nên bớt áp lực hơn. Cậu ra về và ông bạn Trạch Lượng đã nhắn tin và hỏi chị Kiều được nhắc tên lúc nãy là ai. Sáng hôm sau thì vừa lúc ngủ dậy, Tinh Tinh đã nhận được tin nhắn của Vu Đồ. Đồ ăn sáng đã được cậu mua và mang đến nên là cô không cần Tiểu Chu mang đến nữa. Hai chị em ngồi tán phét với nhau thì bên phía cái máy pha cà phê có hiện tượng lạ. Vu Đồ đã mang đồ ăn đến cho cô và nói cũng đáp ứng đủ nhu cầu về calo. Nhưng cốc cà phê mà cô pha cho Vu Đồ thì nó lại không ra một cái hình thù gì. Cậu cho rằng đó là hình parabola trong toán học chứ không phải là con thỏ như Tinh Tinh nói. Hai người có chút ít chiến lược về con game. Vu Đồ nêu ra những ví dụ để cho Tinh Tinh có thể chơi và cảm nhận tướng dễ dàng. Nhưng chữ thầy giả thầy chuỗi thua liên tiếp lại đến với cô như một lẽ thường tình. Hai người quyết định sẽ dành ra nửa ngày để tập luyện, còn nửa ngày thì sẽ để xem thi đấu chuyên nghiệp. Hướng dẫn một lúc lâu thì câu trả lời của Tinh Tinh cũng chỉ là biết sơ sơ thôi, nên khiến cho Vu Đồ cũng cảm thấy vitamin nản. Cậu yêu cầu cô lấy giấy bút ra để ghi nhớ. Đang trong lúc giảng bài thì hai người lại quay sang hỏi nhau về điểm thi hồi cấp 3. Tinh Tinh trách Vu Đồ vô tình tại thời cấp 3 cậu không kèm cho mình nên điểm số của cô mới trở thành như vậy. Kết thúc cuộc trò chuyện thì hai người chào tạm biệt nhau bằng những cái vẫy tay dài không hồi kết. Tinh Tinh giờ mới xem tập ghi chú mà Vu Đồ đã làm cho mình và cô cũng không quên kẹp nó lại kẻo chừng lại mất. Ngày này đến ngày khác cứ thế trôi qua với những hành tung bí ẩn của cậu đã khiến cho ông cậu Trạch Lượng nghi ngờ. Đang ngồi suy nghĩ thì cậu nhận được tin nhắn từ sư huynh rằng có khách muốn tìm hiểu về vật liệu hàng không vũ trụ nên mời cậu đi ăn bữa tối nay. Về phía của Tinh Tinh thì cô đang chuẩn bị cho một buổi biểu diễn nào đó trong quán ăn mà sư huynh đã hẹn với Vu Đồ. Anh ta vẫn khao khát lấy được lòng của cậu để cho cậu trở thành cánh tay đắc lực trong những dự án sắp tới của mình.
Sư huynh và sư đệ ngồi nói chuyện với nhau một hồi lâu thì sư huynh có rủ cậu tí đi làm tí tay vịn hay không thì cậu nói mình đã có vợ rồi. Trong khi đó thì Tinh Tinh không lúc nào là không cắm mặt vào cái điện thoại để chơi game khiến cho cậu đang đi cũng phải ghé lại góc ghế nào đó để combat. Chơi game thôi mà làm như ngày lễ tình nhân không bằng, trong khi ở đó có hai cặp đôi thì lòi đâu ra một anh thanh niên đơn phương độc mã. Tinh Tinh thấy cặp đôi kia có nhau nên cô đã không ngại mà gửi tin nhắn tiếp cho cậu vào combat phát nữa, cuối cùng thì cũng giành chiến thắng ngoạn mục. Buổi trình diễn của Tinh Tinh đang diễn ra trong khi đó thì Vu Đồ đang đeo tai nghe xem ly vừa phát trực tiếp đêm sâu ca nhạc bùng nổ của cô học trò. Ánh trăng tròn như quả bóng bàn nhưng nó lại xuất hiện ở trong bối cảnh Tinh Tinh và Vu Đồ đang xem họ đánh game. Hôm nay là ngày lễ FA nhưng tâm trí của cô lại để trên trời nên đã không nghe thầy Vu Đồ giảng. Cô đánh trống lảng để lẩn tránh sự truy hỏi của thầy, vì có một chút việc lên thầy Vu Đồ đã về trong sự nuối tiếc của cô học trò bé nhỏ gần 30 tuổi đầu. Trong bữa tiệc của những ông cậu FA, mọi người năm nay vẫn như năm ngoái không có một chút thay đổi gì cả. Mấy anh em bàn tán về những chuyện làm ăn, cũng như là mấy cái thứ không có gì là đặc sắc lắm của câu chuyện. Chuyến tàu mang tên Nỗi Nhớ đã khiến cho Vu Đồ nhớ về những người bạn buồn bã như thế nào khi biết tin cậu chuẩn bị nghỉ việc. Trở lại với cô bé Tinh Tinh thì chuỗi thắng không thấy đâu mà chỉ toàn thấy những chuỗi thất bại. Đang ngồi đọc bình luận của fan ruột thì bỗng dưng anh chàng Vu Đồ gọi đến và rủ cô đi chơi. Hai người quyết định đi xem phim nhưng mà trước hết phải đi dạo tí cho nó giòn chân đã. Loay hoay chọn phim thì cuối cùng cũng đã chọn được một bộ mang tên Tiếng Sét Ái Tình. Tác giả không ai khác ngoài sư phụ Vu và cô học trò Kiều Tinh Tinh. Đang đi xem phim thì phát hiện có người theo dõi nên hai người đã tách ra để tránh sự việc không hay xảy ra. Hai cô cậu này bày mưu tính kế để tránh sự để ý của mọi người. Ngồi xem phim thì đúng lúc bộ phim đó miêu tả lại hoàn cảnh y xì giống với cái điều mà Vu Đồ đã kể cho cô nghe. Kết thúc bộ phim hoạt hình thì Vu Đồ đưa Tinh Tinh về nhà. Trên đường về hai người liên tục hỏi han nhau về những vấn đề cũng như là cốt truyện của bộ phim có phần nào đó giống với câu chuyện mà Vu Đồ đã kể cho cô nghe. Cậu kể về những ký ức mà cậu đáng lẽ không muốn nói ra. Đó là một quá khứ không mấy tốt đẹp cho lắm. Rõ ràng là cậu có thể chắp cánh vươn cao đến ước mơ nhưng mà lại không thể làm được. Một con người mang theo bao nhiêu là suy nghĩ trong mình khiến Tinh Tinh cũng phải dừng lại và nhìn cậu một hồi lâu. Thành phố hoa lệ nhưng mà tiếc rằng hoa là của người còn lệ là của ta. Đứng bên ban công Vu Đồ nhớ về bố mẹ. Cậu nhớ về những lúc mình nghe thấy những câu chuyện của bố mẹ. Một đống suy nghĩ trong đầu cậu và rồi lại hiện lên dòng tin nhắn đến từ Tinh Tinh. Đoạn thư thoại của cô ấy đã khiến cho cậu có cảm giác như được an ủi đi một phần nào đó. Hai người hẹn nhau ngày mai sẽ bắt đầu cày danh tiếp. Sáng ra thì quản lý Linh đã gọi và báo tin cho Tinh Tinh biết một chuyện rằng đạo diễn Lý muốn gặp mặt. Ngoài ra hôm qua đi xem phim cô còn bị chụp ảnh lại nhưng rất may là không phải bức ảnh một cặp tình nhân. Mấy lời nói đến từ vị trí của giám đốc khiến cho cô thấy cũng hợp lý. Cô nảy ra ý định rằng cũng nên yêu thử xem sao. Đang mơ thì thấy con nhân vật trong game cho mình ăn một phát súng, nhưng phát súng đó lại là ngòi nổ dẫn đến tình yêu của cô. Sự góp mặt của Vu Đồ khiến cho Tinh Tinh có cảm hứng đi làm nghề live stream. Bàn tán một lúc về những vấn đề trong và ngoài nước thì bất ngờ xảy ra. Cái máy chiếu đã bị hỏng do sử dụng quá mức, lại phải đến tay anh chàng Vu Đồ giải quyết, đang nhập tâm sửa cái máy chiếu không để ý tin nhắn của giám đốc. Đến khi nhận được cuộc gọi thì Tinh Tinh mới bớ người ra là mọi người đã thay đổi lịch hẹn và cũng đang ở dưới sảnh nhà cô để chờ trang điểm. Không biết xoay sở chiều hướng như thế nào, hết giả làm thợ sửa điện lại sang kế hoạch khác, thôi thì cho thầy ở trong phòng cũng được. Đến khi mọi người đến thì không thấy anh Vu Đồ ở đâu nên giám đốc Linh rất tò mò. Cuối cùng thì chị giám đốc vẫn không gặp được, do tính chất công việc nên Tinh Tinh đã đi gấp và để thầy của mình ở nhà. Đến chỗ gặp mặt đạo diễn Lý thì mọi người có vẻ đã quen nhau từ trước. Bên khía cạnh khác Vu Đồ đang trông nhà cho cô học trò thì cậu bạn Trạch Lượng báo tin mình đã về. Cậu nhận được một cuộc gọi đến từ vị trí của Tinh Tinh rằng mời cậu đi ăn cùng mình tiện thể giới thiệu cậu cho giám đốc Linh luôn. Trong khi đó thì giám đốc hôm nay đã trổ tài nấu ăn cho chồng mình xem, đang nấu dở nồi canh thì ba người khách mời đến. Giám đốc bất ngờ khi thấy Vu Đồ, phần trao quà chỉ để đánh lừa anh chồng của giám đốc để chị có cơ hội tiếp cận Vu Đồ và lôi cậu về mảng diễn viên điện ảnh. Vì sợ thiếu đồ ăn cho nên hai vợ chồng giám đốc đã gọi thêm Lồi Nẩu và mấy cô chuyên về mảng trang điểm tới ăn. Trong bữa ăn thì mấy bà chị bên mảng trang điểm có vẻ rất thích anh chàng Vu Đồ nhà ta. Giám đốc kể về trong lúc gặp đạo diễn Lý thì người của Đông Lang có vẻ đang cố tình gài mình bằng chính ván game giữa Tinh Tinh và cô ta. Nhưng kết quả ngoài sự mong đợi thì Tinh Tinh đã giành chiến thắng. Đang trong cao trào thì anh Quân ra một quyết định gạ thầy Vu solo một ván. Nhưng kết quả ngoài sức tưởng tượng thì thầy Quân đè phít trước thầy Vu. Không chịu khuất phục, thầy Quân quyết định làm một ván nữa xem sao. Lượt trận thứ hai lại nghiêng về phía Vu Đồ. Rồi đến ván thứ ba thì lại thất bại tiếp. Mọi người dừng lại và chúc mừng sinh nhật thầy Quân một cách thật là vui vẻ. Mấy người đánh bài với nhau trong khi đó thì hai ông thầy vẫn ngồi tranh luận tiếp. Cặp đôi thầy Vu và Tinh Tinh lại ra ban công để tâm sự tiếp. Hai người lại có những câu chuyện về cuộc sống. Tinh Tinh nói về việc Vu Đồ thật là ích kỷ nhưng cô vẫn không trách cậu cho dù là một lần.
Đến bây giờ thì hai người mới xác nhận cho rằng mình chính thức trở thành bạn chứ chưa thành người yêu, bắt đầu với kế hoạch tăng cân của mình. Trải qua mấy ngày dường như cô đã tăng lên được vài cân thịt do lâu ngày bỏ đói. Giám đốc lo sợ về việc tăng cân quá nhanh của cô sẽ khiến cho quần áo mặc không vừa. Vu Đồ thì vẫn là một anh chàng lạnh lùng chất phác. Đến bây giờ thì Tinh Tinh mới lo sợ về việc tăng cân của mình. Vô vàn những món ăn hiện lên trên đầu cô khiến cô không thể kiềm chế được. Hai người lại chú tâm vào mảng game của mình. Thầy dạy trò nghe mỗi người một việc, cuối cùng thì trận đấu cũng đã kết thúc và cô đã xuất sắc giành lấy chiến thắng. Mọi người đi tới chỗ mà cô chủ đã đặc biệt đặt bàn ăn, từng người bước vào không thì bị lộ thì toang cả lũ. Đang bàn tán xem nên ăn món gì thì Vu Đồ nói rằng có thầy và cô của mình đến ăn cùng cho vui. Hai thầy cô bất ngờ khi thấy cậu có một cô bạn vô cùng xinh đẹp đến vậy. Thầy và cô nói mình ăn ở cái quán này mấy chục năm nay nên món ngon nào mình cũng biết. Mấy món thầy gọi toát lên sự béo phì cho Tinh Tinh. Thầy nói với Vu Đồ mấy vấn đề về viện nghiên cứu muốn cậu quay trở lại tiếp bước thêm chứ không phải là bỏ cuộc giữa chừng. Thầy hơi thất vọng về cậu nhưng cậu đáp chỉ vì tiền nên mới từ bỏ. Bữa cơm dần trở nên không vui vẻ một chút nào. Vu Đồ và Tinh Tinh ra về trong một sự bối rối. Hai người lời qua tiếng lại với nhau và rồi sau Tinh Tinh là người chủ động rời đi. Vu Đồ nhìn thấy một cô em đang chụp hình lại để post lên mạng xã hội nhưng cậu đã kịp thời ngăn cản để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra. Cô giáo nhắn tin cho cậu và nói rằng không nên để bụng chuyện hồi nãy. Còn chuyện của Tinh Tinh thì cô cho rằng đó cũng là một phần đúng đắn. Bên trung tâm kiểm soát vệ tinh Tây Bắc thì có một sự cố hy hữu xảy ra khiến cho Vu Đồ phải về trụ sở ngay trong đêm nay. Cậu và người đồng nghiệp cũ gặp lại nhau dường như lão hồ đều gọi hai người đến trụ sở cùng một lúc. Hai người bàn tán với nhau vì sao vệ tinh lại mất tín hiệu. Sau đó đi tới phòng kiểm soát để trao đổi một số vấn đề liên quan tới việc tại sao vệ tinh GX gửi thông tin đi nhưng lại không phát tín hiệu trở về. Mọi người tìm ra nguyên nhân trong khi đó ngoài không gian thì cái vệ tinh đang quay như trong chóng. Vu Đồ và đồng nghiệp đi về nơi nghỉ ngơi nhưng tình hình sức khỏe của đồng nghiệp không mấy là tốt. Vu Đồ nhớ lại nội dung của cuộc họp và cậu đã nảy ra được một suy nghĩ nào đó. Bật máy tính tra soát thông tin cậu đã tìm ra được một cách hy hữu có thể tìm ra được vệ tinh. Đồng nghiệp đang ngủ cũng không yên thằng em Vu nó gọi dậy và rồi tức tốc chạy đi họp luôn cho nóng. Trong cuộc họp với những cuộc tranh luận hết sức kịch liệt xảy ra, mọi người đều cho ra một ý kiến về việc làm sao để tìm lại được vệ tinh GX. Đang cao trào thì có người vào báo tin rằng viện trưởng Hồ đã đến. Ông lo về việc không tìm ra được vệ tinh thì mình có yên nghỉ cũng không yên lòng. Viện khoa học Trung Quốc đã có kết quả trả lời cho sự việc là do bão mặt trời đã ảnh hưởng tới vệ tinh. Mọi người cấp tốc đi tìm kiếm thông tin để xem có khớp với bên viện khoa học không. Hai tiếng sau thì đã có kết quả và đúng như lời bên viện khoa học nói thì vệ tinh đã bị ảnh hưởng rất nặng bởi một nguồn năng lượng 100 năm mới có một lần, đang trong đợt tạo sóng xung kích. Bất ngờ vệ tinh có tín hiệu tốt nhưng chỉ một giây sau thì còi cảnh báo lại kêu lên do gặp sự cố. Tiếp tục là những lần tạo sóng để cho vệ tinh về đúng vị trí nhưng đều bất thành. Trên không gian thì vệ tinh vẫn xoay như chưa bao giờ được xoay. Trở về với Thượng Hải thì giám đốc thấy Tinh Tinh dạo này có vẻ bất thường. Lý do là vì cãi nhau với ông cậu kia nên mới đần thối mặt ra. Hai chị em ngồi tâm sự nhưng vẻ mặt của Tinh Tinh cũng không biến đổi đi một chút nào. Đang trong cuộc chiến lôi kéo nhau trở về showbiz thì giám đốc lại hỏi thầy Vu Đồ khiến cho cô lại càng buồn thêm. Đọc dòng tin nhắn Vu Đồ gửi mà lòng đau như cắt. Bên phía Vu Đồ thì mọi người có vẻ đã quá mệt bởi những thứ rắc rối do cái vệ tinh gây ra. Đã một giờ khi căng tin chuẩn bị đóng cửa thì Vu Đồ mới bắt đầu đi mua cơm. Cậu nhận được tin nhắn từ cô giáo. Cô thấy bài viết của Tinh Tinh nên đã chụp và gửi cho cậu xem. Anh đồng nghiệp đi ra ngoài và hai người có ngồi ăn tí rau tí bún cùng nhau. Hai anh em vừa ăn cơm nhưng cũng không quên bàn luôn chuyện công việc của mình. Anh ăn bát cơm thì phải cho em mình ăn bát cháo. Bữa cơm vội vã của hai người kết thúc một cách không no. Hai ngày sau khi không biết bao nhiêu lần từ vệ tinh đã được nhập cảnh nêu ra thì cuối cùng lần này vệ tinh đã ổn định trở lại. Mọi người vui mừng vì cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực thì đã thành công. Trải qua những ngày dài mệt mỏi, hai đồng nghiệp đi với nhau qua bao nhiêu thăng trầm giờ đây trên da là những vết sẹo in hẳn. Đồng nghiệp kể về lần đầu gặp Vu Đồ cũng chỉ nghĩ cậu là một gã đẹp trai, nhưng thật bất ngờ về kế hoạch của cậu viết ra. Tâm sự một hồi lâu với nhau về những vấn đề liên quan đến gia đình và tiền nong thì cũng đã đạt ngưỡng 5 giờ sáng. Anh trai muốn giới thiệu cho Vu Đồ một em xinh tươi nhưng cậu nói mình là hoa cũng gần có chủ rồi. Cậu kể về cô gái Tinh Tinh có rất nhiều điểm để thích nhưng cậu đã bỏ lỡ từ năm cấp 3 nên bây giờ cố gắng lấy lại tất cả. Hai anh em đi về thì cửa của trụ sở đã đóng và có khi phải ngủ ngoài đường. 10 phút là thời gian chờ đợi của hai người. Trong lúc đó thì Vu Đồ đi ra hành lang và nhớ về hồi ức viện trưởng từng nói mình thuộc về hàng không vũ trụ. Những câu nói níu kéo cậu ở lại cứ xuất hiện trên đầu một anh thanh niên mang trên mình cả một đống tương tư. Đang kêu anh đồng nghiệp đến giờ gọi cho vợ thì bất ngờ một chiếc xe cứu thương đi qua. Chuyến tàu mang biển kiểm soát gợi nhớ đã gần đến đích nhưng tình trạng bệnh tình của anh trai có vẻ như không được ổn. Anh trai rất nhớ đến vợ con ở nhà nhưng do công việc bận nên hết lần này đến lần khác không thể một lần dẫn vợ con của mình đi chơi được.
Dường như lần này gặp mặt của hai anh em không những là vì công việc mà nó còn là lần hai người tâm sự thật với nhau những cái mà chưa từng nói ra dù chỉ một lần. Vu Đồ xem tin nhắn mà không thấy Tinh Tinh trả lời, cậu rất buồn nhưng mà không biết phải làm sao. Trở về với căn nhà của Quan Tại thì là lúc hai vợ con anh đang tranh luận về việc anh giỏi hơn hay chị nhà giỏi hơn. Hai mẹ con đang tranh luận thì bỗng dưng anh nhà trở về. Ông cu con chỉ được cái nhờ bố làm bài tập là tài. Anh Quan Tài từ giờ sẽ ở Thượng Hải làm việc và sinh sống, quyết tâm chăm vợ con từ bây giờ. Bên này thì giám đốc Linh gọi đến cho Tinh Tinh tán thưởng cô vì cô đã làm xuất sắc nhiệm vụ được giao, cũng như trở thành tay chơi lão làng trong làng game thủ. Đang buồn nhấc máy lên chơi game thì Vu Đồ mời vào chơi mấy ván. Ai ngờ thắng liên tiếp 10 ván nó mới đỉnh. Cô bé Tiểu Chu lên báo tin thầy Vu đang dưới nhà. Tinh Tinh cấp tốc đi gặp người tình trong mộng của mình. Ánh mắt ta chạm nhau thì muốn ngắm Vu Đồ lâu thật lâu, ngắm nhìn nhau chán rồi thì lại chuyển sang nói chuyện cũ cho nó hay. Vì thấy lịch sử đấu của Tinh Tinh khá tốt nên thầy Vu hỏi cô có cần mình làm thầy nữa không. Nhưng hiện tại chưa có câu trả lời nên thầy Vu đã được Tinh Tinh bắt cho chuyến gờ giáp để về tắm rồi mai đến tính tiếp. Ở bên nhà anh Quan Tại thì vợ anh đã cấm từ giờ đến cuối năm không được đi công tác nữa, chỉ ở nhà nấu cơm rửa bát chăm con. Đang vào nấu cơm thì ông anh nói ra những lời cất chứa từ đáy lòng khiến cho chị vợ đứng hình mất 5 giây. Tài xế Vương không nghĩ rằng nhà của Vu Đồ lại xa đến vậy, cả đi cả về cũng mất 3 tiếng. Vu Đồ không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nói với anh tài xế đừng kể với Tinh Tinh là được. Về nhà không kịp tắm thì cậu đã lăn ra ngủ, đừng bao giờ ngủ khi lũ bạn còn thức. Ông bạn Trạch Lượng xuất hiện như một vị thần, chị Thẩm Tịnh gọi điện cho cậu và báo tin mình và chồng đã vào viện. Chị nhờ Vu Đồ chăm con giúp mình, khoa điều trị nội trú là nơi anh cậu đang dưỡng bệnh. Chị dâu và cậu đi tâm sự về việc bệnh tình của anh Quan Tại, một lúc thì chị có kêu cậu về và để chị một mình. Góc cầu thang nơi mang lại nhiều cảm xúc đến cho mọi người thì Vu nói về việc xác suất chữa khỏi bệnh cho anh trai là rất cao. Về phòng bệnh thì anh trai cậu đã tỉnh, anh cậu chỉ hỏi việc vợ mình có khóc hay không. Quan Tại nhờ Vu Đồ một việc, đó là giải hộ bài tập cho con trai của mình. Sáng hôm sau khi cậu quay trở lại bệnh viện thì đã thấy chị dâu đứng ở một góc nhỏ và khóc. Bát cháo hành được múc cho anh chồng không khác gì hoàn cảnh mà thị nở múc cho Chí Phèo tô cháo loãng. Giữa cái lúc này thì tình cảm gia đình là thứ luôn được đặt lên hàng đầu. Vu Đồ mua bánh bao cho Tinh Tinh để bày tỏ lời xin lỗi chân tình đối với cô. Vừa đến cửa thì Kiều Tinh Tinh đã ra và bàn tán về công cuộc chơi game của mình. Cô hỏi về một số vấn đề về chuyến công tác của thầy Vu nhưng mà thầy đã giữ bí mật. Hình ảnh cô thiếu nữ chơi game đã khiến cho anh chàng Tiểu Vu nhà ta say đắm. Thôi thì lại trở về với công cuộc đi sửa cái máy chiếu của mình. Vào sửa cái máy chiếu cũng không yên với Tinh Tinh. Cô hết hỏi chuyện này sang chuyện khác khiến cậu Vu nhà ta không tập trung được. Một người chơi một người nhìn quả là một cặp đôi hoàn hảo. Kế hoạch mượn điện thoại đã thành công đến từ vị trí của Tinh Tinh. Trở về sau chuyến công tác có vẻ thầy Vu rất dễ tính nên đã cho học trò của mình tha hồ mà sử dụng điện thoại của thầy. Đang được đà xem điện thoại nhiệt tình nhưng cô cũng không quên ấn like cho đồng đội. Tiểu Chu gọi đến rằng có mấy kiện hàng đang chờ cô mang lên nhưng lúc này cô đang bận nên đã nhờ thầy Vu xuống lấy hộ đống hàng cho nó được việc. Một đống hàng hầu như là toàn mỹ phẩm và quần của Tinh Tinh. Cô bé Tiểu Chu lỡ miệng nói rằng phòng treo đồ của cô rất bừa bộn cho nên thầy Vu mới liếc cho cô một cái. Sau khi thầy đi về thì Tinh Tinh có đến trách cô bé Tiểu Chu một tí do là sơ ý nói ra những điều dễ khiến hiểu nhầm. Hai chị em chọn lựa quần áo từ sáng cho tới tối mà vẫn chưa xong. Về phía ông anh trai Quan Tại thì anh đã giới thiệu cho vợ mình rằng thằng em đã có người yêu ở cái tuổi gần 30 này. Hai anh em phối hợp ăn ý cho đến khi bà chị hỏi xem ảnh người yêu. Thôi thì lại tiễn chị ra về, chứ tình hình này để lâu thì không đỡ được. Cậu gọi cho sư huynh và ra quyết định từ chối lời đề nghị của anh ta hồi trước. Về phòng bệnh, anh trai muốn chơi điện thoại một lúc nhưng Tiểu Vu chỉ cho anh đúng 15 phút vừa khớp với một trận phờ Gify. Đi hâm nóng lại cho anh một chút cơm nhưng tâm trí Tiểu Vu lại nhớ về Tinh Tinh và Hạ Tình. Chờ giấc mộng thì có một bà cô đến và nói cho cậu rằng anh cậu đang bị nôn mửa trong phòng bệnh. Bác sĩ chuẩn đoán anh mắc căn bệnh ung thư nhưng được phát hiện khá sớm nên có thể chữa trị. Chị nhà chào tạm biệt viện trưởng Hồ và nhờ Tiểu Vu tiễn hai vợ chồng nhà viện trưởng về rồi tiện đón hộ con mình luôn. Vu Đồ xin phép viện trưởng Hồ về việc nghỉ thêm một tuần để cậu có thể giải quyết hết được những thứ mà mình chưa làm xong. Về nhà Tinh Tinh cậu nấu ăn và đã ra một quyết định cá cược với cô một trận xem người mà mình bầu chọn ai sẽ thắng. Đang căng thẳng thì thầy lăn ra ngủ mất khiến cho học trò Tinh Tinh chỉ biết ngắm nhìn. Bỗng dưng cô nảy ra một suy nghĩ là lấy máy chụp ảnh thầy Vu lại nhưng đạo diễn bắt cô phải xử lý rườm rà. Xong ngã vào lòng thầy Vu thế thì nó mới đúng kịch bản. Bất thình lình Vu Đồ tỉnh giấc và pha đánh lạc hướng của cô đã đi vào lòng đất. Màn cá cược phần thắng đã về tay của Vu Đồ nhưng cậu lại cho Tinh Tinh lựa chọn món quà vào ngày sinh nhật của cô ấy. Tưởng cô học trò thích cái to tác, ai ngờ lại thích được ăn pentakill. Cô học trò tặng anh hai tấm vé xem phim và còn dặn anh mời cả ông bạn Trạch Lượng đi cùng. Ra về anh nhìn tấm biển hiệu có gắn ảnh cô trên một tòa nhà ở trung tâm.
Câu từ dành thời gian cho nhau nhiều hơn đã khiến cậu thấu hiểu việc mình nên làm sắp tới. Giải thi đấu Vương giả Vinh Diệu đã diễn ra nơi đây thu hút rất đông người xem và đến tham gia chương trình. Trong khi bên này thì chị giám đốc đưa tin Kiều Tinh Tinh đã lên top 12 server. Chuẩn bị trang phục đi dự thi thì giám đốc Linh có nói về trang phục của cô nên ăn mặc cho thế nào là hợp lý khiến cô toát hết cả mồ hôi, cuối cùng thì cũng lựa ra được một bộ. Chị Linh có hỏi tại sao mức danh của Tinh Tinh lại tụt nhiều đến vậy, trả lời đến từ vị trí của cô là do thầy Vu muốn đặt Penta-Q để kịp cho sinh nhật cuối tháng của cô. Đến với nơi thi đấu, Vương giả nhiệt tình ra đón tiếp mọi người, vào tới phòng chờ để thi đấu thì có rất nhiều tấm ảnh được đưa đến tay cô để xin chữ ký. Những tấm ảnh kỷ niệm đã được chụp lại. Buổi tối lễ trao giải được diễn ra trong một bầu không khí vô cùng sôi động, phần thưởng dành cho người xứng đáng từng đội đi lên nhận giải thưởng thuộc về mình. Bước vào ván đấu của khách mời, cái tên Kiều Tinh Tinh được nhắc tới, mọi người reo hò chờ sự xuất hiện của cô, ai cũng hồi hộp không biết ai sẽ là người được chơi chung với Tiểu Kiều. Từng người giới thiệu về cấp bậc của mình đến Tinh Tinh thì cô nêu ra rằng mình cao thủ 15 sao khiến cho mọi người ăn quả bất ngờ, đến phần bốc thăm đồng đội mấy người đã chọn ra được phe của mình. Một đội có tên là Hái Sao, một đội có tên là Vận May Tới. Đến phần chọn khán giả ở trường quay thì Tinh Tinh đã rất nhớ lời thầy Vu dặn nên cô đã chọn luôn hai người của Thiên Cung. Cuộc hội thảo của hai đội đã diễn ra, Tinh Tinh cho ra những phương án mà người khác cứ nghĩ cô là huấn luyện viên. Bước vào giai đoạn chọn tướng của hai đội, mỗi người đều chọn ra một vị tướng mà mình chơi cừ khôi nhất. Bước vào trận đấu, kế hoạch cướp bùa xanh diễn ra bên đội của Tinh Tinh. Cô ra một trưởng giúp đồng đội làm luôn cái quai Dakin, rồi lại đến một pha quét sạch khiến thầy ngồi ở dưới cũng phải thán phục. Chiến thắng đã tới với đội của cô. Khán giả đều đứng về phe cô và chống lại lũ anti-fan. Sang trận đấu thứ hai thì cả hai đội lại được bốc thăm thêm một lần nữa. Bên đội bạn số đỏ bốc phải lá phiếu loại một người nên Tinh Tinh đã chọn ra một vị khán giả may mắn lên chơi cùng mình. Và không ai khác đó chính là thầy Vu Đồ. Thầy đã lên để chuẩn bị tham gia cuộc chiến. Những bước đi không thể nào giống hơn ngày xưa của thầy Vu. Cậu lên trên sân khấu với 1 tỷ% độ đẹp trai khiến cho khán giả cũng phải u mê luôn. Ban tổ chức phỏng vấn cậu một hồi lâu thì giám đốc Linh lại lo sợ về việc lại bị dính phốt như lần trước. Nhưng không ngờ thì Tinh Tinh đã nói ra những lời hay để giải vây cho mình cũng như làm cho giám đốc và cả thầy Vu đều yên lòng. Đến lúc thầy Vu giới thiệu về bản thân mình. Giới thiệu xong thì ai cũng đều ngạc nhiên khi biết cậu là kỹ sư hàng không vũ trụ. Lại một cuộc thảo luận nữa được diễn ra. Phân tích kỹ lưỡng là nghề của Vu Đồ rồi. Mọi người chọn tướng và đã đưa ra những lựa chọn hợp lý cho ván đấu tiếp theo này. Trên mạng xã hội thì không ít những lời gièm pha Tinh Tinh đến từ vị trí của cộng đồng mạng. Bước vào trận đấu thì Tinh Tinh đã cho ông cậu có biệt danh là Thánh Lai Sờ Chim kia ăn một phát chí mạng, hai team đều có sự trao đổi mạng cho nhau. Nhập tâm chơi game vì sợ mất hình tượng nên Tinh Tinh đã bảo thầy tắt hộ cái mic, trận đấu đang diễn ra hết sức căng thẳng. Không ai nhường ai, mọi người ai cũng muốn mình được đứng top đầu cho trận đấu hôm nay. Phát súng thứ hai đến từ vị trí của Tinh Tinh đã có sự giúp đỡ của thầy Vu nên hai người đã phối hợp rất ăn ý. Đến pha combat thứ 3 thì cả đội bên Tinh Tinh đã về với tế đàn, nhưng cũng rất nhanh đội của thầy Vu cũng lấy lại được lợi thế và cũng cho đội kia về đảo ở luôn. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng của mọi người thì cái tế đàn bên đội bạn cũng bay màu. Đang hay thì ông bạn trai cũ của Tinh Tinh nhìn thấy cảnh hai người nắm tay khiến cho ông cậu muốn chui xuống lỗ luôn. Kết quả đã nghiêng về đội của Tinh Tinh vì cô là diễn viên chính, phỏng vấn một hồi lâu thì cũng xong. Đội của Tinh Tinh đi ra ngoài và giám đốc Linh đã chờ cô ở đó, Tinh Tinh được mời đi nhận giải thưởng. Thầy Vu cầm điện thoại cô trên tay mà lòng nó cứ bồi hồi làm sao. Vương giả đến chỗ giám đốc Linh. Anh ấy có vẻ rất hài lòng với màn trình diễn của Tinh Tinh hôm nay. Thầy Vu ở lại phòng chờ, trong lúc đó thì cậu đã lấy điện thoại của cô học trò ra để xem lịch sử đấu. Bên này thì Tinh Tinh trao giải nhưng cô vẫn không quên mang áo về cho Vu Đồ. Cô mang trả áo cho thầy và không quên nhờ thầy mở hộ cho chai nước. Hai người trở về cùng nhau. Trên xe Tinh Tinh đọc về báo chí và những tin tức mọi người đang nói về cô. Những thông tin về anh chàng Vu Đồ còn nhiều hơn là cô. Vì lo sợ thầy Vu bị quan tâm quá mức nên Tinh Tinh đã nhờ chị giám đốc gỡ mấy bài báo đi. Cô đọc được tin nhắn rằng thầy Vu chuẩn bị quay lại với vũ trụ hàng không nên cô âm thầm vui và đã đánh lạc hướng sang một câu chuyện khác. À không phải, cô đã vào hẳn vấn đề chính luôn cho nó nóng. Đột nhiên Vu Đồ nói rằng cậu không thể tặng quà cho Tinh Tinh vì thời gian sau này cậu sẽ không được chơi game nữa. Nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt của hai người. Đường về nhà sao hôm nay xa đến vậy, ước gì lúc này mình chỉ đi chứ không dừng lại. Nhưng Vu Đồ đã xin dừng chân ở điểm đến ga tàu điện ngầm phía trước, hình bóng người thầy dần xa đi trong sự tiếc nuối của học trò Tinh Tinh. Nhưng không, cô đã kêu dừng xe và chạy thục mạng về phía thầy, và rồi sau 10 năm thì câu nói cậu có muốn hẹn hò với tớ không lại được nói ra. Nhưng lần này vẫn là sự nuối tiếc khi hai người vẫn không thể đến bên nhau được, nước mắt đã rơi nhưng bộ phim thì lại chưa kết thúc. Hôm nay là một ngày vui nhưng sao bây giờ thì nó lạ lắm. Tiếp tục với mấy ông bạn ham chơi game thì lúc này mấy ông cậu mới biết tin Vu Đồ chiến thắng game Vương giả Vinh Diệu cùng Kiều Tinh Tinh.
Cậu bạn Trạch Lượng gọi điện cho Vu Đồ thì không bắt máy, nhưng quay đi ngoảnh lại thì thấy Vu đã về. Có vẻ như Vu Đồ không vui về những hình ảnh hồi nãy cho lắm. Quay trở lại với công ty thì đồng nghiệp nghĩ cậu đến từ chức. Cậu đáp rằng mình đến đây để quay trở lại làm. Đang đi thì thầy gọi điện. Hai thầy trò lại tâm sự và ôn về những kỷ niệm cũ. Thầy xin lỗi cậu về những câu nói hơi xa của thầy lần trước. Thầy hỏi cậu có chắc chắn về vấn đề quay lại hay không. Cậu tuyên bố rõ ràng lành mạch sẽ cố gắng dốc hết sức toàn lực. Tự nhiên thầy lại nhắc đến Tinh Tinh và cho ra ý kiến cho rằng Vu Đồ lấy kiểu Tinh Tinh là quá hợp lý. Thầy và các trò đi tới trụ sở hàng không vũ trụ nhìn cứ như là chuẩn bị đi duyệt binh chủng. Mọi người tập trung vào kế hoạch được giao trông như những chú ong chăm chỉ. Ngày làm việc cứ thế trôi đi kèm theo bao nhiêu là phiền muộn. Nhóm người của Vu Đồ bàn bạc về vấn đề nào đó rồi đến phòng thí nghiệm xem. Thí nghiệm trên mặt phẳng thì không sao. Cho lên đi leo dốc thì bất ngờ xảy ra vấn đề. Đến lần thứ hai nhưng vẫn không thành công. Cả tổ công tác vào thảo luận nhưng chưa tìm ra được vấn đề. Mọi người ra về hết và chỉ còn Vu Đồ ở lại. Về nhà cậu mở điện thoại lên xem sinh nhật của Tinh Tinh nhưng cậu không thể làm gì hơn được. Sau khi đến nơi công tác mới, thứ hiện ra trước mắt Vu Đồ là những thí nghiệm vô cùng phức tạp. Căng thẳng như dây đàn thì thiết bị người máy rover cũng đã thành công bẻ lái để tránh vật cản. Trở về khi mặt trời đã lặn dần, các người khác thì đi ô tô nhưng chỉ riêng Vu Đồ và anh đồng nghiệp thì lại phải quốc bộ về. Hai người bàn về tối nay làm mấy ván bóng bàn cho đầu óc khuây khỏa. Tối đến khi mọi người đang dùng kính thiên văn để ngắm chị Hằng thì cậu bạn Vu Đồ lại ngồi lủi thủi một mình ở một góc trông có vẻ là không vui. Mấy người bạn nhất quyết gọi cậu ra để thực hành thử cũng như phân tích cho bọn họ xem chị Hằng và Thỏ Ngọc có khác nhau gì nhiều không. Xem chán xong cậu lại đi về và lục lại xem những tin nhắn của Tinh Tinh với cậu. Khi nghe lại những dòng tin nhắn thoại cậu lại nhớ về cô bạn cũ đó, giấc mộng đã không thành đến với cậu. Nhưng thời gian còn dài, vẫn còn cơ hội để cậu đồng ý và thực hiện câu trả lời mà mình đã ấp ủ hàng 30 năm qua. Lại bắt đầu ngày mới bằng những thí nghiệm hàng không vũ trụ, nhưng lần này thì viễn thám đã xảy ra sự cố. Lại là một thí nghiệm đau đầu tiếp theo dành cho cậu bạn Vu Đồ. Bữa cơm vội vã của cậu có vẻ không được ngon cho lắm. Đang chuẩn bị đi rửa bát thì cậu phát hiện ra thứ gì đó có vẻ là liên quan đến thí nghiệm. Nhưng lúc vào chuẩn bị báo tin thì đồng nghiệp của cậu đã biết được ra vấn đề trước. Đang làm thì sếp bắt về vì chuẩn bị có một trận bão cát. Bão cát chưa qua mà cái tên Kiều Tinh Tinh cứ hiện lên trong đầu cậu. Tối đến cậu có nhận được một cuộc gọi từ anh Quan Tại. Anh hỏi cậu về vấn đề đi công tác bên đó có ổn không và còn khúc mắc về giám đốc Lý nữa. Nhưng mục đích của anh Quan Tại gọi cho cậu là để muốn Vu Đồ tiếp tục ra vẻ ta đây. Ngoài chuyện đó ra còn có vấn đề về Kiều Tinh Tinh. Anh Tại muốn cậu với Tinh Tinh về với nhau để cho hai người kết thúc cái sự độc thân ở cái tuổi 30 đó đi. Ngày qua ngày những thí nghiệm vẫn được thực hành nhưng đến hôm nay thì đã có kết quả tốt. Mọi người vui mừng vì sau bao nhiêu công sức của mọi người thì nó cũng đã thành công. Những tấm ảnh kỷ niệm về hành trình thí nghiệm gian nan đã được chụp. Tối đến mọi người tổ chức ăn liên hoan một bữa, quả dê nướng siêu to khổng lồ đã được bà Tân gửi sang để chúc mừng cho cả đội. Trong khi đó thì Vu Đồ nhà ta vẫn luẩn quẩn trong phòng và nhìn dòng chữ có tên của người con gái mà mình đã bỏ lỡ. Đi thật xa để trở về kết thúc chuyến hành trình đầy sự mới mẻ thì lúc này cũng đến giờ phải quay trở lại với trụ sở chính. Kết thúc buổi họp báo ở văn phòng với những lời nói thấu tận đáy lòng của mình, cậu trở về nhà và viết một bức thư dành cho Tinh Tinh trong cái mùa đông giá rét này. Tinh Tinh đến dự một buổi tiệc, ai ngờ anh người yêu cũ của cô cũng ở đó, ánh mắt ta chạm nhau. Hai người va nhau với tiếng sét không phải là ái tình. Anh chàng giám đốc Tô này cũng có ý muốn quay lại với Kiều Tinh Tinh hay sao mà chủ đề nào anh cũng nhắc về cô cả. Rồi tưởng anh Tô nhà ta nhắc chuyện gì, hóa ra là chỉ nhắc đến chuyện tình năm xưa. Bây giờ thì Tinh Tinh đã biết ai là người tung tin đồn về việc cô chơi game không tốt ra. Giám đốc Tô tự thừa nhận là do lỗi của mình sai nên đã chủ động xin lỗi cô và còn không quên nói mình độc toàn thân. Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa nhưng mà nó không thành. Giám đốc Linh lại nói về vụ thầy Vu vì bữa trước không thấy thầy đi ăn tiệc cùng với Tinh Tinh. Cho nên giám đốc đã gợi ý cho Tinh Tinh rằng bảo cô mời vào dịp này nhưng nhận ra mai đã là 30 rồi. Những bức thư nhiều vô số kể nhưng trong đó có chứa mấy lá thư của thầy nhưng không ghi rõ danh tính ra. Khi trở về căn phòng của mình sau một hồi suy nghĩ thì cô đã quyết định bỏ ra và đọc. Trong bức thư là câu hỏi của Vu Đồ. Cậu hỏi cô có muốn mình trả lời những gì mà cô đã hỏi ở những năm về trước hay không. Mấy bức thư đã trả lời hết được những câu hỏi của cô ở 10 năm về trước. Những lời nói toát lên từ đáy lòng của thầy Vu nhưng cũng ẩn chứa cho người đọc biết bao nhiêu là hoài nghi về quá khứ. Quá khứ chuyển về lúc cô và người bạn bội bội đang tâm sự thì Tinh Tinh được biết một vấn đề rằng thầy Vu đang hẹn hò với Hạ Tình. Lòng cô đau như cắt, những tấm ảnh chụp trộm cũng dần được xóa đi cho tiết kiệm bộ nhớ. Tinh Tinh nhắn tin trả lời cảm ơn về những bức thư nhưng nó đã không còn ý nghĩa gì với cô nữa rồi. Đêm giao thừa đã tới, đại gia đình tấp nập chuẩn bị đồ ăn cúng ông bà ngày Tết thì giờ cô gái của chúng ta mới dậy. Trong gia đình cô thật là hạnh phúc khi mọi người quây quần bên nhau, ông bố cũng không quên dặn dò cô sớm tìm cho mình thằng con rể để có người nhậu cùng cho vui. Một năm mới vui vẻ đã tới nhưng trong lòng Tinh Tinh thì vẫn không thay đổi người mới.
Sáng hôm sau cô tiễn bố mẹ về quê, còn mình thì đi tham dự buổi trình diễn ca nhạc. Khi ra về thì bất ngờ một bóng hình nào đó hiện ra trước mặt cô. Không ai khác, đó là Vu Đồ. Mấy người đi cùng tạo điều kiện cho cô và Vu Đồ có chút không gian riêng tư với nhau. Hôm nay thì thầy Vu đã trổ tài làm tài xế để đưa học trò về, mỗi tội là lại không biết đường, phải nhờ chị Google Tinh Tinh tra xem đường về nhà đi như thế nào. Bóng dáng chiếc xe lướt qua trên những con đường của sự buồn bã. Đến trạm đổ xăng, hai người bước về trên chiếc xe ô tô của mình, nhưng trạng thái thì có vẻ đang nôn nóng về chuyện nào đó. Những bước đi không thực sự là vui vẻ. Chuẩn bị đến cửa ô tô thì bị thầy chặn lại, do có một số việc muốn dạy thêm cho cô học trò một tí. Hóa ra đó là lời ăn năn hối lỗi của Vu Đồ. Cậu trách Tinh Tinh tại sao lúc đó lại ngỏ lời tỏ tình với mình nhanh đến như vậy. Vu Đồ ôm chặt lấy cô trong lòng nhưng vẫn không quên hỏi đường về đi như thế nào. Cuối cùng thì Tinh Tinh cũng nổ địa chỉ nhà cho thầy. Ngồi trong xe ngắm pháo hoa đêm giao thừa, thật là một khung cảnh lãng mạn biết bao. Về đến nhà của Tinh Tinh nhưng trong lòng hai người lại không muốn xa nhau một chút nào. Học trò của thầy lại để thầy lủi thủi đi bộ về trong đêm hôm giá rét. Hình ảnh gia đình đầm ấm sum vầy lại hiện ra trong căn nhà to trà bá lửa của cô. Đang chơi cờ vui thì Vu Đồ nhắn tin bảo rằng cậu đã về đến nhà. Đang xem nhà thầy Vu ở đâu thì mấy đứa em cứ ra quấy rối để bắt cô chơi cùng. Bên nhà Vu Đồ thì mẹ cậu đã ra mở cửa để đón thằng con trai đi chơi về muộn. Bố mẹ cậu bàn với nhau về chuyện cô bạn gái mà Vu Đồ nói với họ, nhưng có vẻ ông bố đang rất buồn ngủ nên không quan tâm cho lắm. Sáng hôm sau khi họ hàng thân thiết đến chung vui năm mới cùng gia đình Vu Đồ, nhưng cậu không để ý và đi ra một góc nhắn tin cho cô bạn tình. Bên nhà Vu Đồ trong bữa cơm thì ông em có nghi ngờ cậu về việc cậu có người yêu. Do cái thói tò mò của cô em mà Vu Đồ đã phải lật ngược ván bài để cho thằng em biết thế nào là kỹ sư của hàng không vũ trụ. Bên này hai chị em nhà Tiểu Kiều đang đi đào măng thì anh giai Tiểu Vu gọi tới, nhưng mà cô vẫn cứ như là không có chuyện gì xảy ra. Ông cậu Vu rất buồn khi không thể rủ được người tình của mình đi chơi vì lý do cô ấy đang bận đào măng. Bên này thì Vu Đồ đòi đi chơi và mẹ cậu đã lên một kế hoạch gặp thông gia luôn cho nóng. Hai anh em nhà họ Vu đã đi được 15.000 bước nhưng vẫn chưa có điểm dừng. Không chịu đi bộ về mà đã bắt taxi, nhưng bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây trong sự không biết gì của hai người. Ông bà lên kế hoạch đi đào măng đến tối rồi mới về. Trong khi đó thì ông bố cứ giục mọi người phải về sớm vì ở nhà đang có khách. Gia đình Tiểu Kiều chào tạm biệt ông bà rồi ra về. Người bạn thân của cô đã đợi sẵn ở nhà và rủ cô lên đồ ra bờ hồ Đông Cửu xem đua xe. Cô quyết định đi luôn, kẻo mấy đoàn đua bị bắt thì hết cái xem. Ngồi ở quán nước, cô bạn thân khen Vu Đồ vẫn đẹp trai như ngày nào, nhưng không quên chuyện vừa rồi khi thấy bằng lái xe của Vu Đồ ở trên xe của Tinh Tinh. Cô bạn cũng thấy hai người lần trước cùng tham gia trận đấu của Vương Giả Vinh Diệu nên sinh nghi rằng hai người đã yêu nhau mà không thèm nói với mình. Tinh Tinh liền nói cô bạn nghĩ lại xem, nếu quen Vu Đồ thật thì giờ đã không ngồi đây uống nước với cậu. Cô bạn thấy thế cũng đúng, nhưng nói như vậy thì lý nào trọng sắc khinh bạn. Tinh Tinh cũng nói lại là nếu quen cậu ấy thật thì sao có thể ra ngoài một mình được, chắc chắn là sẽ đưa cậu ấy theo. Thông báo tin nhắn nhóm lớp hiện lên, hai người đi uống nước bị chụp lén, còn đăng lên trang cá nhân. Lúc này là mẹ và dì đang định mai mối cho Vu Đồ, nhưng Vu Đồ cũng không cần, đến cả ảnh Vu Đồ cũng không xem. Vu Đồ đi vào phòng kiểm tra điện thoại nhưng vẫn chưa thấy thông báo từ người ấy. Lúc này Tinh Tinh cũng đang chú ý đến tin nhắn của Vu Đồ gửi đến. Bội Bội cũng bất ngờ khi Vu Đồ gửi nhiều tin nhắn cho Tinh Tinh như vậy mà không trả lời. Muốn xem tin nhắn nhưng Tinh Tinh không cho. Đã bao giờ thấy được dáng vẻ này của học sinh giỏi Vu Đồ đâu chứ. Bội Bội nói Tinh Tinh rốt cuộc có để ý gì với người ta không? Nếu có ý thì đừng thờ ơ với cậu ấy nữa, người ta cũng rất cao ngạo đó. Bội Bội muốn mượn tài khoản Vương Giả của Tinh Tinh để chơi, muốn thử cảm giác của ván cấp cao. Cô bạn khóc lóc năn nỉ mãi Tinh Tinh cũng cho mượn. Vừa nói xong câu không đánh được thì đưa tớ, thì Tinh Tinh lại nhớ đến Vu Đồ cũng đã từng nói với mình như vậy. Bội Bội thấy tài khoản của Tinh Tinh có 2 pentakin với vẻ mặt bất ngờ. Nhưng Tinh Tinh lại không biết mình lại có 2 pentakin. Lúc này cũng mới nhớ lúc Vu Đồ hỏi mình muốn nhận quà tặng sinh nhật là gì, Tinh Tinh có nói là tặng mình một pentakin đi, chơi tới giờ mà chưa có được pentakin. Tinh có đưa nhờ Vu Đồ cầm điện thoại cho mình. Trong lúc chờ đợi, Vu Đồ đã lén lút lấy tài khoản của Tinh Tinh đánh được hẳn 2 trận pentakin. Giờ Tinh Tinh cũng mới biết và nhớ lại những gì mà Vu Đồ đã nói với mình, nên cũng hơi buồn, chợt nhận ra bạn học cấp 3 đang ở quán karaoke. Lúc này chuông điện thoại của Vu Đồ cũng reo lên từ một người bạn học trung cấp 3 rủ cậu đến quán karaoke, nhưng Vu Đồ lại từ chối. Khi nhắc đến là có Kiều Tinh Tinh thì cậu lại sáng mắt ra. Kiều Tinh Tinh lúc này cũng đã đến, các bạn tán chuyện với nhau vui vẻ, thì Vu Đồ vẫn đang trên đường tới. Do tắc đường nên cậu đã chọn cách chạy bộ, vì các bạn hỏi về Vu Đồ nên cũng ngại trả lời. Tinh Tinh hát tặng mọi người ca khúc. Sắp hết bài thì Vu Đồ cũng đã đến. Tinh Tinh đến đây cũng là vì Vu Đồ. Cậu đến trước mặt Tinh Tinh trao cho cô ấy một nụ hôn rồi đưa cô ấy đi. Mọi người xung quanh lúc ấy cũng ngỡ ngàng, đưa ra tới cầu thang thoát hiểm.
Tinh Tinh thắc mắc về chuyện Vu Đồ tặng quà cho mình mà không nói. Vu Đồ nói vì không phải chơi cùng nên cậu nghĩ không tính, còn mật khẩu vô tình nhìn thấy nên biết, chơi tổng cộng 2 ván đã lấy được 2 pentakin. Thấy có người, Vu Đồ vội ôm lấy cô để mọi người không biết đây là Kiều Tinh Tinh. Ở cạnh cô nàng Kiều Tinh Tinh thì cầu thoát hiểm cũng chẳng còn an toàn nữa, nên anh ta đã đổi địa điểm khác, ở một nơi mà không có ai cậu đưa Tinh Tinh đến trường cấp 3 mà mình đã từng học. Vì bác bảo vệ biết Vu Đồ nên được vào trường dễ dàng, là học sinh giỏi nổi tiếng, chắc chắn ông có ấn tượng rất sâu sắc, nhưng đáng tiếc bạn gái anh ta không tiện lộ mặt. Nếu không thì còn dễ vào hơn, hai người họ vừa đi vòng quanh khuôn viên trường vừa nhớ lại một số chuyện thời cấp 3, đây là chỗ trước kia cô nàng đã tỏ tình với Vu Đồ. Còn đây là phòng học của họ, bàn ghế đã đổi rồi, Vu Đồ còn nhớ chỗ ngồi của cô, Kiều Tinh Tinh không tin là lúc đó Vu Đồ có thể chú ý đến mình ngồi chỗ nào. Dạo này Vu cậu vẫn luôn cố gắng nhớ lại chuyện cấp 3, anh toàn nhớ đến những lịch sử đen tối của Kiều Tinh Tinh, không những thế anh còn biết mục tiêu của cô mà không thể thực hiện được. Là thi vào đại học cùng với anh ta liền ôm cô từ phía sau, cả hai cùng nhau nói cười rất hạnh phúc. Ngoài trời tuyết đang rơi, lúc trước nơi này luôn dán hình của Vu Đồ, khi tham gia cuộc thi và giành được giải gì đó. Kiều Tinh Tinh đã từng nói với Vu Đồ là sau này anh sẽ trở thành một nhà khoa học hàng không vũ trụ vô cùng giỏi, đến lúc đó là một bạn học của Vu Đồ sẽ thấy rất là vinh dự. Nhưng thật ra lại không phải vậy, không phải với tư cách là bạn học với Vu Đồ, mà thật ra lúc trước Kiều Tinh Tinh đã có một vài ảo tưởng kỳ lạ, đã mơ rất lâu về sau. Vào ngày thành lập kỷ niệm trường, Vu Đồ được mời về trường với tư cách là một nhà khoa học hàng không vũ trụ vô cùng tài năng, sau đó cô được đi cùng. Cũng đã muộn rồi nên họ nắm tay nhau đi trên đường về giữa trời tuyết đang rơi. Nhưng lại rất ấm áp và ngập tràn hạnh phúc, cũng đã về đến nhà Kiều Tinh Tinh, tạm thời cô vẫn chưa muốn cho bố mẹ biết về tình trạng về mối quan hệ của mình. Cô còn tính để đến khi có người tung tin, ngày mai đưa Kiều Tinh Tinh về Thượng Hải thì không biết Vu Đồ sẽ lấy thân phận là gì, cô nàng liền nghĩ ra được một kịch bản nghe có vẻ lọt tai. Không những là một diễn viên mà còn có cả năng lực biên kịch tùy hứng nữa, là người có nhiều thời gian ở cạnh Kiều Tinh Tinh nhất trong nửa đời còn lại. Xem ra phải chuẩn bị tâm lý, Bội Bội cũng vừa mang xe về. Đã hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy Bội Bội và Vu Đồ về đến nhà. Bội Bội đã có chồng nên vừa về đến nhà đã bị chồng tra hỏi, còn Vu Đồ thì đang phải báo cáo tư tưởng với mẹ. Lúc báo cáo xong thì Kiều Tinh Tinh đã đang ngủ say rồi. Sáng ngày hôm sau, khi Vu Đồ đang quét tuyết dưới nhà thì Tinh Tinh đã tìm đường đến nhà cậu. Cô nàng cất giọng nói cậu liền nhận ra ngay, bỏ ngay cây chổi xuống để chạy ra ôm cô. Đang ôm nhau đắm đuối bỗng dưng mẹ Vu Đồ chạy từ trong ra ngoài. Thì thấy cảnh như vậy, tiện đó Kiều Tinh Tinh đã nói tình trạng mối quan hệ cho mẹ của Vu Đồ biết, còn tự biên kịch là đã hẹn hò với Vu Đồ đã từ lâu. Nhưng Vu Đồ mãi không chịu dẫn về gặp cô chú, cho nên chỉ còn cách tự tìm đến đây, vì Vu Đồ nghĩ có lẽ cô chú sẽ không thích Kiều Tinh Tinh. Mẹ của Vu Đồ lại rất vui khi biết chuyện, Tinh Tinh còn chưa ăn sáng, nên giờ Vu Đồ đưa đi ăn sáng. Trên đường đi mẹ Vu Đồ gọi đến, nói mời Tinh Tinh tối nay đến nhà chơi, còn mời trưa mai đến ăn bữa cơm. Thế nhưng chiều nay Tinh Tinh phải về Thượng Hải rồi. Sau khi cúp máy tiếp theo hai người họ đến Hồ Phù, hôm trước Vu Đồ chỉ dạo được một nửa. Hai người cũng đã đến Hồ Phù, Vu Đồ là người lái thuyền, nhưng Tinh Tinh thấy không tin tưởng cho lắm. Mặc áo phao xong thì họ xuất phát, đang đi thì chiếc thuyền dừng lại, Vu Đồ cần thêm sự cổ vũ thì mới đi tiếp được. Là cần một nụ hôn từ cô nàng Kiều Tinh Tinh đấy, đã về tới nhà Kiều Tinh Tinh, vẫn theo như kịch bản mà Kiều Tinh tự nghĩ ra bước đầu cũng thành công. Còn cái bước mà tự xưng danh là bạn cấp 3 của Tinh Tinh thì có vẻ hơi sai. Vu Đồ đã bẻ lái công khai luôn cho bố mẹ Kiều Tinh biết, ai nấy cũng ngớ người ra. Trên đường về Thượng Hải, bố mẹ của Kiều Tinh Tinh gọi hỏi về chuyện của hai người họ. Mẹ nói cô không chịu trách nhiệm với tình cảm, không để ý đến cảm nhận của người khác. Trùng hợp mẹ Vu Đồ cũng nói cậu như vậy, bố Tinh Tinh còn xen vào nói phải tốt với Vu Đồ một chút. Cái này thì Vu Đồ không có, vì bố cậu không có tư cách phát biểu ý kiến trước mặt mẹ anh ta, hai người họ như đang hủy hoại danh dự của nhau vậy. Lúc này có thông báo tin nhắn của Vu Đồ. Tưởng tin nhắn từ mẹ lại dặn dò gì cậu. Bạn gái anh mở ra kiểm tra thì thấy không phải mẹ mà là một người tên Trạch Lượng gửi tin nhắn thoại đến cho Vu Đồ. Cậu bạn có nickname trong game là Hoang Mang Quá. Cậu ta về nhà ăn Tết quả nhiên là bị áp tải đi xem mắt, nhưng cô em bên kia cũng khá hợp mắt với Trạch Lượng. Mà cũng làm việc ở Thẩm Quyến, cậu ta nói trong một tháng sẽ theo đuổi được cô ấy. Thoát kiếp FA trước Vu Đồ. Bạn gái Vu Đồ trả lời giúp thì mới biết là Vu Đồ lại có người yêu trước cậu. Nghe vậy mà cậu ta đã áp đảo Vu Đồ, nói với Tinh Tinh là Vu Đồ ở ngoài đường thấy bảng quảng cáo của Kiều Tinh Tinh mà còn chẳng ngẩng đầu lên, còn nữa một thời gian trước có hoạt động trong game. Tinh Tinh là người đại diện, tặng ngọc cho người chơi mà cửa sổ quảng cáo đẹp như thế. Trạch Lượng cũng phải nhìn vài lần, nhưng Vu Đồ thì toàn bấm nhận ngọc xong là tắt trang đó luôn, vẻ mặt không hề thay đổi. Tốc độ tay cực kỳ nhanh, còn nữa là trước Vu Đồ giúp Tinh Tinh sửa máy lọc không khí, Trạch Lượng đã rủ Tinh Tinh thử chơi game xem.
trời cũng đã tối, hai người họ cũng đã về đến chỗ ở của Kiều Tinh Tinh. Vừa về vu đồ ra hòm thư của bạn gái mình, ấn mật khẩu mở rất thuận tay, lấy ra một lá thư mà cậu đã gửi cho bạn gái mình. Lúc này Tinh Tinh cũng mới nhớ ra trong lá thư thứ 9 vu đồ có nói là có một lá thư không thể nhận được trước Tết liên quan đến Thỏ Ngọc. Khi cô nàng định lấy lại thì vu đồ nói sẽ đọc cho cô nghe tiện giải đáp thắc mắc cho bạn gái mình. Trong khi viết lá thư này, mô hình Thỏ Ngọc đang ở trước mặt anh ta. Sau đó vu đồ đã đọc cho bạn gái nghe, nghe xong thì Tinh Tinh cũng buồn ngủ. Ngày mai cô còn phải lên máy bay, để sáng mai tiện đường đưa bạn gái mình ra sân bay, nên anh ta đã dùng sự khéo léo và tinh tế của mình xin cô cho ở lại đêm nay. Cô cũng rất thích và để anh ở lại. Sáng hôm sau, Tiểu Chu vừa đến thì thấy vu đồ là người mở cửa. Cô đã rất ngạc nhiên, trợn tròn mắt lên nhìn hành động của hai người quan tâm nhau. Là một trợ lý trưởng thành nên cô cũng hiểu. Khi ra tới sân bay, chị Linh cũng không tránh khỏi sự bất ngờ ngỡ ngàng bật ngửa này. Chị cũng mau chóng chuẩn bị phương án quan hệ quần chúng. Bằng cách là từ bây giờ vu đồ sẽ phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài cùng Tinh Tinh để tránh khỏi những ánh mắt săn lùng của cư dân mạng. Sau đó thì hai người họ âu yếm nhau một lúc. Còn hai người kia lại được ăn cơm cờ hó, cảm thấy cũng hạnh phúc lây. Trước khi phải cách xa nhau khoảng 2 tháng, họ phải yêu xa. Cô trao cho vu đồ một chiếc hôn qua lớp khẩu trang rồi mới lên máy bay. Ngồi trên máy bay, Tinh Tinh cứ mải nghĩ về cách nên yêu đương như thế nào khi ở xa bạn trai mình như vậy. Đến chị Linh cũng bất lực. Ngày 1 rồi đến ngày 2 họ cứ thế quan tâm nhau qua những dòng tin nhắn. Chị Linh còn nói vu đồ có thể là chất trong suốt. Vì lúc trước vu đồ ra vào nhà bạn gái mình một tháng mà không ai chụp được, tiệm karaoke ở quê cũng không ai tung tin gì. Thật ra thì chuyện này, cô bạn thân bội bội đã kéo mọi người có mặt vào nhóm chat rồi gửi lì xì cho mọi người. Thế nhưng vu đồ đã gửi lại tiền cho bội bội, mới đầu cậu không chịu nhận, nói là Tinh Tinh đã tặng nhiều quần áo cho mình lắm rồi, nhưng sau đó nhanh chóng suy nghĩ lại. Cảm thấy không thể để vu đồ được lợi, còn đòi cậu tiền bịt miệng cậu ấy nữa, số tiền lì xì là khoảng nửa tháng lương. Nghe xong Tinh Tinh thấy lỗ, vậy còn chẳng bằng tung tin luôn đi, vu đồ nói. Vậy sau này trừ vào sính lễ, nghe vậy mà bạn gái thẹn thùng liền tắt máy đi. Lúc này Tinh Tinh đang đi quay nhưng đạo diễn cứ bắt cô phải quay lại rất nhiều lần khiến cô hơi nản nên muốn được bạn trai mình an ủi, cậu ta cũng an ủi qua loa. Bởi vì có thể thất bại đối với vu đồ mà nói là chuyện thường như cơm bữa nên đã quen rồi. Tinh Tinh liền an ủi anh. Cả hai người đều cùng nhau cố gắng, vừa mới lấy lại được tinh thần cậu bạn trai nhắn một tin làm cô muốn tắt nắng. Đến hôm nay là 15 ngày, hôm nay vu đồ đi công tác ở Đại học Công nghiệp Tây Bắc, vu đồ ở chung phòng cùng một đồng nghiệp với mình tên là Đại Mạnh. Đi tắm mà cũng yêu đời, Tinh Tinh đang gọi cho vu đồ mà vẫn nghe thấy cậu ta đang hát. Lần đi công tác này, có được thu hoạch rất lớn nên tâm trạng cậu ta đang rất tốt, đồng nghiệp của cậu ta mắc cười chết mất, cũng đã gần một tháng yêu xa tình cảm của hai người vẫn thắm thiết. Hôm nay tạm gác lại công việc nên vu đồ cùng hội đồng nghiệp chơi bóng rổ. Tinh Tinh muốn thấy bạn trai mình tạo hình bóng rổ. Vu đồ đã nhờ đồng nghiệp chụp cho mình một tấm ảnh để gửi cho bạn gái. Nhóm bạn của vu đồ hỏi anh chụp ảnh để làm gì. Vu đồ nói là xem mắt. Vu đồ cũng muốn xem ảnh của bạn gái. Cô liền chụp gửi cho vu đồ xem, nhưng không thấy trả lời. Vu đồ ngồi ngắm nhìn ảnh bạn gái mình một lúc rồi gọi cho Tinh Tinh. Cậu ta nói, ảnh tự sướng của mấy cô gái không đáng tin. Vậy nên cô gái mà cậu xem mắt khi nào thì đến gặp anh đây. Nghe vậy mà Kiều Tinh Tinh cũng rất vui. Vừa quay xong cảnh thì Tinh Tinh nhận được thông báo mình được nghỉ ngơi vài ngày để về Thượng Hải tham gia sự kiện thương hiệu. Vu đồ biết được nên rất vui mừng vì sắp được gặp bạn gái của mình. Anh rất nóng lòng, cậu đã đến sân bay để đón Tinh Tinh. Hai người họ cũng đã được gặp nhau sau nửa tháng trời. Khi vu đồ bước đến, cô liền đưa ảnh ra để kiểm chứng xem đối tượng xem mắt có đúng người không. Tiểu Chu nhìn vậy nên đã nhắc nhở hai người họ ở nơi đông người nên bớt lại chút. Trên đường về nhà, Kiều Tinh Tinh đúng giờ cao điểm nên tắc đường, về đến đó cũng phải mất 2 giờ đồng hồ. Vu đồ đã nảy sinh ra ý nghĩ đưa ra đề nghị là đưa bạn gái về nhà mình, đi chỉ mất 20 phút, vậy nên đề nghị của cậu cũng thành công. Nhưng không ngờ nhất cử nhất động của hai người đã bị cánh săn ảnh chụp được. Lúc vừa xuất hiện, ba tên săn ảnh đã có được thông tin rất hot. Họ đang mơ mộng phát tài, ba tên kia đi theo về đến nhà vu đồ. Cô bạn gái thấy ngại khi nhà bạn trai mình thì toàn là sách, còn nhà Tinh Tinh chất toàn là quần áo. Trời đã tối, Tinh Tinh cũng đã ăn no trên máy bay nên giờ vẫn chưa muốn ăn. Vu đồ đi nấu tạm bát mì. Trong lúc chờ đợi vu đồ ăn thì Tinh Tinh vào chơi game một chút. Vừa vào thì thấy Trần Tuyết mời nhưng cô lại từ chối vì mỗi lần chơi cùng cô ta là lại bị tụt sao. Cô ta ngay lập tức gọi cho Tinh Tinh vì biết hôm nay cô không ở đoàn phim nên cô buộc phải chơi cùng. Vu đồ nghe vậy nên đã chơi giúp bạn gái mình chơi. Vì tin vào khả năng chơi game của bạn trai mình nên đã nhận 200 lì xì của cô bạn thân để kéo lên Hắc Diệp. Do đang thử chơi thử tướng mới nên trận đầu đã thất bại, mải chơi game cũng đã đến 12 giờ. Từ đấy lái xe về nhà Tinh Tinh cũng mất hơn một tiếng, mai cô còn phỏng vấn và sự kiện. Nên tạm thời hôm nay cô ở đây để tiết kiệm thời gian, ai ngờ toàn là mưu kế của vu đồ.
cậu ta chơi game để kéo dài thời gian nhưng cũng đã bị Tinh Tinh phát hiện. Đêm muộn rồi, ba tên săn ảnh vẫn đang theo dõi hai người họ, nằm chăn chọc mãi không ngủ được nên cô đi ra ngoài thì thấy bạn trai mình vẫn đang ngồi làm việc. Hôm nay cậu ngồi đọc luận văn để giữ tỉnh táo. Nghe vậy Tinh Tinh cũng hiểu ra vấn đề, định chạy về phòng ngủ thì bị Vu Đồ kéo lại xà vào lòng cậu ta. Cậu ta nhắc nhở bạn gái mình không được chạy ra đây nữa, đi vào phòng Tinh Tinh liền nhắn cho chị Linh gửi nội dung phỏng vấn cho mình xem để giữ bình tĩnh. Sáng hôm sau Vu Đồ đã dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho bạn gái mình về rồi. Lúc này Tinh Tinh mới nói cho chị Linh và trợ lý biết là tối qua ở lại nhà Vu Đồ. Chị Linh liền hỏi địa chỉ nhà Vu Đồ để đến đi cùng hai người họ. Lúc này ba tên săn ảnh lại thu thập được thêm thông tin. Bây giờ mọi người phải đến khách sạn để trang điểm cho Tinh Tinh. Trên đường đi vì muốn Vu Đồ đi sự kiện cùng mình nên đã nghĩ ra cho cậu giả làm cố vấn hình tượng của cô. Tiện phía trước là studio của Erwin nên đã đến đó. Lúc này Vu Đồ đã biến hình trông như một ngôi sao, khiến chị Linh còn phải mơ mộng trước mặt chính là hai nghệ sĩ xuất sắc của chị. Vu Đồ điển trai đến cả người trang điểm cho Tinh Tinh cũng bị anh hút hồn. Ba tên săn ảnh vẫn đang lén lút theo dõi hai người họ, còn thu thập được rất nhiều thông tin. Trong sự kiện Kiều Tinh Tinh tỏa sáng còn hơn cả Kim Cương, fan hâm mộ ai nấy đều gọi cô là vợ bất kể là nam hay nữ. Lần đầu tiên Vu Đồ tham gia sự kiện của Tinh Tinh nên cũng thấy khó hiểu. Xong sự kiện Vu Đồ mới hỏi bạn gái mình, anh ghen sao? Cũng không đến mức đó, dù sao cuối cùng thì em cũng về nhà với anh. Khi nói xong Vu Đồ liền nóng lòng đưa Tinh Tinh về nhà mình. Vừa về tới nhà anh ta đã lập tức ôm cô vào lòng và hôn cô say đắm. Vu Đồ nói những lời ám muội bên tai của cô. Bản thân muốn phát triển một bản đồ mới và bản đồ đó chính là phòng ngủ của anh ta. Nhìn thấy Tinh Tinh mỉm cười, Vu Đồ liền lập tức bế cô vào phòng mình và hôn cô tới tấp. Hai người sau một đêm ân ái, hôm sau Vu Đồ sáng sớm đã tiễn Tinh Tinh ra sân bay. Ba tên săn ảnh vẫn tiếp tục theo dõi họ để đào sâu thêm ba người say khi Tinh Tinh đi công tác, đã quyết định theo dõi Vu Đồ một thời gian để điều tra hành động của anh ta. Nhưng ai ngờ hành động của ba người họ đã bị phát hiện khi tới viện nghiên cứu. Lúc tới chỗ làm, Vu Đồ đã bị lãnh đạo gọi lên văn phòng, nói là nhân viên của Cục An toàn muốn hỏi anh ta một số chuyện. Và vấn đề họ hỏi Vu Đồ chính là bạn gái anh ta là ai. Cho tới khi Vu Đồ trả lời bạn gái anh là Kiều Tinh Tinh, thì nhân viên mới thở phào nhẹ nhõm. Vì chính lúc ba tên săn ảnh chụp lén ở trước cửa viện nghiên cứu, bị công an cho là nội gián và bắt lại, lúc Kiều Tinh Tinh đang quay phim nghe thấy thông tin này, liền cười không ngậm được miệng, ba tên săn ảnh lại gọi điện tới, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Vu Đồ. Nếu không phải nhờ anh ta giải thích, có lẽ lúc này họ đã bị trục xuất, nếu không phải vì đặc thù công việc của Vu Đồ. Tinh Tinh có lẽ đã sớm công bố mình và anh ta đang yêu nhau, nhưng trong 2 năm họ yêu nhau, cô và Vu Đồ đi ra ngoài du lịch cũng đã bị người ta chụp lén vô số lần. Lâu dần, người hâm mộ cũng có nghe được vô số thông tin, nhưng Tinh Tinh vẫn cố gắng che giấu. Tinh Tinh đóng phim, Vu Đồ đi công tác, hai người khi bên nhau cơ bản là gần ít, xa nhiều, nhưng tình cảm của họ vẫn không hề mai một, mà trái lại ngày càng tốt đẹp. Vu Đồ chỉ cần có thời gian là sẽ tới thăm cô. Vừa gặp mặt, Tinh Tinh đã chạy vào lòng anh ta ôm thật chặt. Vu Đồ vì còn bận công việc, lần này đến thăm cô cũng chỉ được mấy tiếng đồng hồ là lại phải đi. Vì VAI vừa gặp Tinh Tinh anh ta đã nói chúng ta làm việc quan trọng trước. Sau đó anh ta liền đưa cô vào lều, còn bản thân thì đứng cạnh cởi quần áo. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, mặt Tinh Tinh liền không nén nổi nụ cười. Sau khi vui mừng liền bắt đầu xấu hổ. Kỳ Kỳ, hai kỳ phùng địch thủ nổi tiếng nhất nhì làng giải trí, vừa gặp nhau đã thân mật ôm lấy nhau. Họ ân cần chào hỏi nhau giống như hai chị em ruột vậy, nhưng thực tế là đằng sau những lời chào hỏi thân tình đó là đầy dãy âm mưu. Sau lưng Châu Tiểu Kỳ không chỉ so bì thực lực với Tinh Tinh mà còn so bì bạn trai với cô. Trùng hợp thay hôm đó bạn trai của hai người cùng lúc đến thăm. Bạn trai của Tiểu Kỳ là ông vua Kim Cương Lão Ngũ, vừa đến đã tổ chức một bữa tiệc buffet cho nhân viên đoàn phim khiến cho cô ta rất hãnh diện. Nhân khí cũng sắp ngang với nữ chính Kiều Tinh Tinh nhưng cô lại không hề lo lắng chút nào vì bạn trai của cô là Vu Đồ, vừa xuất hiện đã lập tức thu hút khán giả, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong đoàn phim. Mặc áo khoác và mang đôi bút, khuôn mặt đẹp trai ngút ngàn, từ từ tháo mắt kính ra. Ngoài ra anh chàng này còn mang tới cho đoàn phim những thứ cần thiết nhất, vì Tinh Tinh ở sa mạc nên không có tín hiệu, không thể video call với anh ta được. Vì vậy anh ta đã tự làm một cái máy gia tăng tín hiệu, chỉ vì để Tinh Tinh có thể dễ dàng gọi điện cho mình. Sau khi lắp đặt xong, Tinh Tinh liền nhận được tin nhắn đầu tiên. Vu Đồ nói là anh ta cũng rất nhớ cô, hành động của anh ta mang đến rất nhiều niềm vui cho đoàn phim, dù sao thì một nơi không có tín hiệu sẽ rất tù túng. Đạo diễn vốn định mời Vu Đồ ở lại ăn cơm để bày tỏ sự cảm kích, nhưng anh ta nói muộn nhất là 2 rưỡi mình phải xuất phát tới sân bay, còn Tinh Tinh thì 1 giờ đã bắt đầu quay phim. Đạo diễn nghĩ tới cặp tình nhân này mới chỉ gặp nhau có mấy tiếng đã phải chia xa, liền có hơi không đành lòng, vì vậy đã gia hạn thời gian quay phim thêm 1 giờ nữa, cho Tinh Tinh có thời gian ở bên cạnh Vu Đồ lâu hơn một chút. Sau đó Vu Đồ đã dùng 1 tiếng đồng hồ mà cậu khó khăn lắm mới có được cùng với Tinh Tinh làm chuyện quan trọng mà anh ta nói. Thời gian hiếm có này hai người đã sử dụng triệt để. Buổi chiều Vu Đồ phải rời khỏi sa mạc,
anh ta vừa đến thành phố Tinh Tinh đã nhắn tin rằng mình rất nhớ Vu Đầu. Không lâu sau, bộ phim của cô cũng đã quay xong, một cô gái kiêu ngạo như Tinh Tinh lại không dùng chiêu lật mềm buộc chặt nữa, trực tiếp đến nhà Vu Đầu ở. Sau khi anh ta tan làm về thì thấy cô đang ngủ trên giường, anh ta liền hạnh phúc mỉm cười rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Vu Đầu còn thay quần áo trực tiếp trước mặt Tinh Tinh, nghiêm túc nói hôm nay muốn ngủ cùng cô. Nhưng hai tay Tinh Tinh lại không nghe lời, cứ mãi trêu chọc anh ta, vì vậy mà anh đành phải đè cô xuống. Sau khi thức dậy, Vu Đầu chu đáo làm bữa tối cho Tinh Tinh, biết Tinh Tinh sau này sẽ ở lại nhà mình. Vì vậy Vu Đầu đã tự tay thiết kế cho cô một phòng thay đồ, món quà tinh tế này khiến cho Tinh Tinh cảm động đến rơi nước mắt. Vì vậy có thể thấy đây là sự lãng mạn của trai nghiên cứu khoa học, công việc bận như thế có cơ bắp chứ, trong phòng thí nghiệm vẫn tập tạ được sao. Sau khi Vu Đầu nghe thấy ngày mai Tinh Tinh phải đi công tác liền trầm mặc không nói gì, từ sau khi nghe điện của chị Linh anh ta lập tức thay đổi sắc mặt, giống như trở thành một người xa lạ. Cho dù anh ta đã làm xong bữa tối cho Tinh Tinh nhưng cô vẫn không cảm nhận được chút tình cảm nào, thấy Vu Đầu rất khác thường cô có hơi bất an. Cô nghĩ nếu như bình thường ngày mai mình phải đi quay thì chẳng phải lúc này Vu Đầu sẽ bám lấy cô như hình với bóng, nhưng anh ta hôm nay lại trở nên xa cách với cô. Lúc đi tắm, Tinh Tinh nhìn bản thân vừa mới ngủ dậy trong gương, bắt đầu nghi ngờ không phải bản thân quá lôi thôi rồi chứ, vì vậy mà Vu Đầu mới bắt đầu không quan tâm tới cô. Lúc quay về phòng, Vu Đầu vẫn với bộ mặt thờ ơ, nhắm mắt và muốn đi ngủ. Chính lúc Tinh Tinh chuẩn bị suy đoán tâm tư của anh ta thì Vu Đầu đột ngột lên tiếng. Ban nãy khi Tinh Tinh đang nghỉ ngơi, chị Linh gọi cho cô nên Vu Đầu đã nghe máy, bình tĩnh hỏi cô có lời nào muốn giải thích không. Tinh Tinh lập tức ngồi dậy, hóa ra Tinh Tinh nói ngày mai phải ra nước ngoài quay phim, thực ra là đang lừa Vu Đầu. Trên thực tế lần này cô được nghỉ ngơi hơn 2 tháng và có thể ở bên cạnh Vu Đầu. Vu Đầu có thể cái gì cũng chấp nhận, tuy chỉ có điều này là không thể đùa được. Để trừng phạt vì Tinh Tinh đã nói dối, cậu lập tức đè Tinh Tinh xuống giường sau một đêm mặn nồng. Hôm sau Tinh Tinh còn tiễn Vu Đầu ra cửa, còn thơm lên má anh ta. Trước khi đi anh dặn dò ban ngày đừng có ngủ, điều chỉnh lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Nhưng buổi tối anh có cho em ngủ đàng hoàng đâu chứ. Vậy ban ngày em cứ ngủ bù đi nhé, vì niềm vui của bản thân nên hy sinh đồng hồ sinh học của em. Em là của anh mà. Tinh Tinh xấu hổ liền đuổi anh ta đi thật nhanh. Vừa đóng cửa lại cô mỉm cười. Chỉ mới chia xa có mấy phút, Vu Đầu còn chưa ra khỏi tiểu khu thì đã nhận được cuộc gọi từ Tinh Tinh. Cô ngọt ngào nói rất nhớ anh. Một người tiêu tiền một cách vô tội vạ như kiểu Tinh Tinh, bây giờ lại như biến thành một con người khác. Cô không những giúp Vu Đầu tính toán chi phí sinh hoạt hàng ngày, ngoài ra một người mà 10 ngón tay không chạm nước như cô lại biết giúp Vu Đầu giặt quần áo. Trong 2 tháng Tinh Tinh nghỉ ngơi, cô vẫn luôn ở nhà Vu Đầu sống vui vẻ cùng anh ta, còn trang trí lại nhà, biết giúp anh chuẩn bị đồ ăn. Xem ra tình yêu có thể khiến cho con người ta thay đổi. Vừa về tới nhà, sắc thái của Vu Đầu không được tốt cho lắm. Tinh Tinh vừa gọi cho chị Tịnh hỏi bí quyết nấu món cánh gà sốt gạch cua. Tinh Tinh đã làm khâu chuẩn bị còn Vu Đầu phụ trách nấu. Chị Tịnh còn mời hai người họ đến nhà ăn cơm. Vu Đầu đã chọn hôm nay qua đó luôn. Qua nhà chị Tịnh, cô còn quay lại video để cho Vu Đầu học nấu ăn. Trên đường đi về, Vu Đầu có vẻ đang mang nhiều tâm sự trong mình nên Tinh Tinh đã hỏi anh. Biết được anh ta đang buồn về chuyện không còn được làm cùng quan tại nữa, biết được câu chuyện cô liền an ủi anh. Tuy rằng chúng ta làm về lĩnh vực khác nhưng chúng ta vẫn đồng hành đấy thôi. Sau khi sống chung, họ giống như đã bước vào cuộc sống hôn nhân vậy, cùng nhau nắm tay đi bộ, tâm sự những phiền não cho nhau nghe. Hai người ở bên nhau rất ngọt ngào, lúc nào cũng ở bên nhau. Đột nhiên Tinh Tinh nghĩ ra một vấn đề, lần này sống chung lâu như vậy có khi nào tự nhiên phát hiện ra tính cách không phù hợp không? Lúc trước thời gian họ ở bên nhau nhiều là ban ngày, bây giờ Vu Đầu phải đi làm, thời gian đa phần ở bên nhau là buổi tối. Nhưng mà buổi tối thì hai người họ thì làm gì có thời gian bất hòa. Vu Đầu mời mọi người cuối tuần một bữa sẵn tiện giới thiệu bạn gái của anh cho mọi người biết. Ai nấy cũng đều ngạc nhiên, đẹp không? Có phải cảm giác như không trang điểm vậy đúng không? Phản quang tới gần đầy xem nào. Anh ta nghiêm túc giải thích, son môi của Tinh Tinh quá đậm, không đủ tự nhiên, vì vậy anh sẽ giúp cô lau đi một chút và hai người lại quấn lấy nhau. Vốn dĩ có thể đến nhà hàng đúng giờ nhưng cuối cùng lại trễ. Khi họ tới nhà hàng thì bạn bè lập tức thẫn thờ. Lúc Tinh Tinh cởi khẩu trang ra, anh đồng nghiệp rất sốc, cái cằm giống như sắp rơi xuống bàn vậy. Anh ta thực sự nghĩ không thông, đồng nghiệp mỗi ngày đều tăng ca cùng mình. Từ lúc nào mà lại có thể quen được bạn gái là đại minh tinh chứ? Về nhà hai người họ lại âu yếm nhau, còn bạn đồng nghiệp của cậu vẫn chưa khỏi hoang mang. Tối nay Trần Tuyết mời hai người họ tới nhà ăn cơm. Nhân tiện Tinh Tinh ra mắt bạn trai mình với mọi người, khi vừa đến nhà Trần Tuyết liền kéo cô ra để tập thoại. Để đứng trước nhà nghiên cứu có ai kiêu cao như Vu Đầu, mọi người cảm thấy cậu ta rất có học vấn. Sau đó Trần Tuyết nói chuyện riêng với Tinh Tinh, nếu không phải bây giờ cậu là một diễn viên, kiếm không được bao nhiêu tiền, vậy cậu có chọn một người có mức lương như Vu Đầu không? Cô vốn cho rằng Tinh Tinh sẽ nghĩ lại nhưng Tinh Tinh lại nói nếu bản thân thực sự như thế thì cô sớm đã không cố gắng nắm lấy Vu Đầu rồi. Câu trả lời nghiêm túc của cô đã bị anh ta nghe thấy, anh ta vui đến nỗi suốt đoạn đường về nhà miệng luôn không ngừng mỉm cười. Hôm sau trước khi Vu Đầu ra trạm cứu viện,
anh ta được mời thi bóng rổ của học viện. Vì vậy anh ta đặc biệt kêu Tinh Tinh tới cổ vũ cho mình và bạn gái xinh đẹp của anh ta, cho dù đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn của người khác. Lúc bảo an ở cổng kiểm tra chứng minh thư của Tinh Tinh, liền kinh ngạc há hốc mồm và tỏ ra rất khó tin. Nhưng so với sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Tinh Tinh, anh ta nhìn thấy Vu Đồ tâm trạng liền khó tả hơn. Lúc này hai người họ nắm chặt tay nhau cùng đi tới sân đấu bóng rổ, càng khiến cho các đồng nghiệp ở viện nghiên cứu ngạc nhiên hơn nữa. Sự xuất hiện bất ngờ của Tinh Tinh giống như cầu vồng vậy. Các đồng nghiệp hiếu kỳ liền liên tục hỏi về tình yêu của hai người họ. Trước khi cuộc thi bắt đầu, Vu Đồ còn đặc biệt đi tới trước mặt Tinh Tinh kêu cô cổ vũ cho mình. Lúc rời đi còn nhẹ nhàng sờ đầu cô. Các đồng nghiệp nhìn thấy cảnh tượng này liền lần lượt phát ra tiếng thở dài. Sau khi cuộc thi bắt đầu, Tinh Tinh ra sức cổ vũ cho Vu Đồ, vui mừng sau mỗi cú phát bóng của anh ta. Phút chốc như quay lại khoảng thời gian học cấp 3 vậy, lúc đó cô cũng cổ vũ nhiệt huyết cho Vu Đồ như thế, ái mộ Vu Đồ mười mấy năm nay. Tinh Tinh vẫn luôn ở sau lưng cổ vũ cho anh ta. Sau khi kết thúc trận đấu, Tinh Tinh không ngừng khen ngợi bạn trai mình. Lúc ra tới cổng lấy lại chứng minh thư, Tinh Tinh liền xem lại ảnh trên đó. Cô hỏi Vu Đồ mình có đẹp như tiên nữ không? Lấy chứng minh thư của cậu ta ra để so sánh xem ai đẹp nhất. Vu Đồ liền nói làm sao mà so sánh ra được. Làm so sánh không lẽ cần những điều hoàn toàn tương đồng, ánh sáng đèn tương đồng, cùng một thợ chụp ảnh và cùng một địa điểm thì mới đưa ra kết luận chính xác được. Vậy nên khi nào chúng ta cùng nhau đi chụp ảnh chứng minh nào? Như một lời cầu hôn gián tiếp vậy, nghe xong Tinh Tinh sững lại một lúc. Nhìn anh ta với ánh mắt long lanh, đến tận sáng hôm sau cô tâm trạng cô rất vui vẻ. Lúc này hai bên gia đình đang gặp mặt để bàn chuyện đám cưới cho Tinh Tinh và Vu Đồ, cả hai bên gia đình đều rất vui vẻ. Ngồi được không lâu thì Tinh Tinh phải quay về đoàn làm phim, trên đường đi cô ngồi ngắm nhìn anh rất hạnh phúc. Cô lướt bảng tin thì phát hiện ra gì đó cô rất háo hức liền đưa cho Vu Đồ xem, hôn lễ của em cũng phải làm như thế nhé. Tinh Tinh nói muốn làm đám cưới ở tập thể ở cơ quan. Cô luôn dặn Vu Đồ phải nhanh tay đăng ký vì chỉ còn 12 suất, lúc trước khi Vu Đồ dự đám cưới của đồng nghiệp. Anh ta cũng đã từng muốn đám cưới của mình cũng như vậy đã vào mấy năm trước, sợ rằng Tinh Tinh sẽ lại đổi cách khác nên cậu ta chưa dám đăng ký. Về tới nhà, cậu nhớ lại bạn gái mình 2 năm trước khi trả lời ở sự kiện đã nói rằng muốn đám cưới trong tương lai của mình thật sự lãng mạn, dưới đất trải đầy hoa tươi. Mời thật nhiều bạn bè và mọi người cùng múa hát, cậu liền vội chạy đến nhà Tinh Tinh và nói những điều ám muội. Mấy lời này mà anh cũng tin à? Tinh Tinh nói lúc phỏng vấn mà được hỏi mấy câu này thì chắc chắn chỉ có thể bịa tại chỗ. Vu Đồ nghiêm túc hỏi lại cô muốn có đám cưới như thế nào. Tinh Tinh liền ôm lấy anh và nói thực sự cô chỉ muốn có một đám cưới đơn giản mà thôi, bởi vì Tinh Tinh đang ở nơi danh lợi, được nhiều người để ý. Đám cưới là thuộc về hai người, là anh dành cho em cũng là em dành cho anh. Vu Đồ xúc động lại ôm lấy cô. Anh ta bỗng thấy trước đây cách cầu hôn của mình không được chính thức lắm và hơi qua loa cho nên Vu Đồ đã cầu hôn lại Tinh Tinh một cách nghiêm túc. Hai người quen biết nhau đã 16 năm. Vì cái nhìn phiến diện của anh nên đã bỏ lỡ mất 13 năm. Anh cảm thấy rất tiếc, may mà tiếp theo vẫn còn mấy chục năm. Em hãy giao cho anh khoảng thời gian còn lại nhé. Anh ta nói sẽ dốc hết lòng, dốc hết sức để làm một người chồng tốt. Hai người họ ôm lấy nhau rất đắm đuối. Sáng hôm sau Vu Đồ lên tới để đăng ký đám cưới tập thể. Đăng ký xong thì thầy anh ta gọi đến văn phòng ngay. Cứ tưởng cho của mình không đủ tài chính nên mới đăng ký tổ chức đám cưới ở trong đây. Sau đó thầy mới biết đây là ý của Tiểu Kiều. Thầy còn nhắc nhở anh phải đối xử với vợ mình thật tốt. Một tháng sau cũng đã đến ngày trọng đại của họ. Tình hình lúc này xe của thợ trang điểm va chạm với xe khác, ai cũng bị thương nhẹ nên không tới được. Nên nhờ tới tình nguyện viên ở trong đây xem có ai biết trang điểm không. May sao lúc này Kiều Tinh Tinh có dẫn theo một nhóm trang điểm riêng của cô. Còn một tiếng nữa là đến giờ tổ chức đám cưới. Với nhóm của cô Kiều và các cô dâu đều xinh đẹp thì đương nhiên là kịp rồi. Sau đó Vu Đồ dắt Tinh Tinh đi tập duyệt một lần. Do ngồi bên trong cậu rất căng thẳng, rất lãng mạn phải không? Bước tới đâu sẽ phát sáng tới đó. Là do Vu Đồ đã thiết kế nó như vậy đấy. Sau đó người chủ trì tuyên bố hôn lễ chính thức bắt đầu. Bố mẹ và bạn bè của họ đứng dưới sân khấu nhìn. Họ đã trao nhau chiếc nhẫn cưới, thốt lên lời thề chúng ta sẽ gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ hôn nhân đã bán cho chúng ta. Hiếu thảo với cha mẹ dạy dỗ con cái, yêu thương lẫn nhau, tin tưởng cổ vũ nhau, cùng thề ước trọn đời. Hai người giờ đã chính thức là vợ chồng, họ hôn nhau đắm đuối. Sau cùng thì chuyện đám cưới của họ cũng rầm rộ trên mạng xã hội. Ai nấy cũng đều chúc phúc cho họ, đám cưới tập thể quá thần kỳ, Tinh Tinh vẫn là tuyệt nhất. 5 năm sau hai người họ vẫn đang sống rất hạnh phúc và vui vẻ. Bây giờ Vu Đồ đã là chủ nhiệm thiết kế trẻ tuổi nhất trong hệ thống hàng không vũ trụ, anh đã đi công tác mấy tháng nay. Đang ngồi nhắc về Vu Đồ thì anh ta gọi điện cho vợ mình. Anh ta nghiêm túc nói Tinh Tinh có thể đến thăm anh tiện thể xem phóng tên lửa nữa. Khi nhận được thông tin, Tinh Tinh rất vui mừng sung sướng, nhảy nhót quay cuồng. Bà Vu chào mừng em đến trung tâm phóng vệ tinh Hải Giác, vừa tới cô nàng đã chạy đến ôm anh. Tiểu Chu càng ngày càng hoạt bát, cậu nhân viên nói đã xem phim của cô từ nhỏ đến lớn, không phải nói vậy là Kiều Tinh Tinh cũng đã có tuổi rồi sao?
Sau đó Vu Đồ dẫn vợ mình vào nơi làm việc của mình, vừa đi Tinh Tinh vừa biết thêm nhiều về hàng không vũ trụ. Đột nhiên Vu Đồ dừng lại hôn vợ mình sau bao nhiêu ngày tháng xa cách. Tiếp đó Vu Đồ đưa cô đến chỗ giáo sư Triệu để làm quen với mọi người rồi tiếp tục làm công việc của mình. Xong buổi họp Vu Đồ lại về với vợ, hai vợ chồng hàn huyên tâm sự cùng nhau. Tinh Tinh ở đây thấy mọi người ở mãi trong căn cứ cũng chán nên cô đã nghiêm túc chuẩn bị xe du lịch cho mọi người. Tinh Tinh còn tự làm trưởng đoàn của đoàn du lịch nữa. Mọi người đều rất vui mừng nhưng chỉ có duy nhất một người trông có vẻ không vui cho lắm. Đang ngồi ăn với mọi người, Vu Đồ gọi đến nghiêm túc nói với cô rằng có đồng nghiệp đã phàn nàn với anh ta. Nói cô bắt cóc người nhà của họ, liền bị phía Tinh Tinh phản bác. Bên Vu Đồ mấy người đồng nghiệp họ không biết giấu mặt đi đâu, hai vợ chồng nhỏ này đúng là một cặp láo lỉnh. Đêm nằm cả hai ôm nhau tâm sự, chỉ còn hai ngày nữa thôi là ngày phóng vệ tinh rồi, vài tỷ tiền đầu tư của nhà nước, hơn 10.000 người và 10 năm tuổi trẻ nên Vu Đồ rất hồi hộp. Vu Đồ di chuyển công tác nhiều như vậy, ít khi có thời gian bên cạnh vợ nhưng tình cảm họ dành cho nhau rất đong đầy và họ chưa hề cãi nhau bao giờ. Lúc này Tinh Tinh đột nhiên nhận ra mấy ngày nay mọi người ở ngoài đều chơi rất vui vẻ, chỉ có mỗi mình Tiểu Lý là ủ rũ buồn bã, là vì tháng trước Tiểu Lý đổ bệnh phải nằm viện, Tiểu Hồ không thể trở về. Những ngày đó là thời gian mà tụi anh bận rộn nhất, nếu Tinh Tinh mà không bận rộn thì chắc Tinh Tinh cũng trách anh rồi. Để cho vợ mình ngủ lâu hơn nên Vu Đồ đã âm thầm tắt báo thức của Tinh Tinh đi, chỉ còn không lâu nữa là đến giờ phóng tên lửa. Lúc này mọi người đang kiểm tra lại tất cả các thiết bị để phóng, tình hình vô cùng căng thẳng, bởi vì hôm nay là ngày phóng máy thăm dò dưới tuyến hệ mặt trời đầu tiên số hiệu siêu thần của cả nước. Mọi người từ khắp nơi đã đổ xô về đây và điểm đích của họ chỉ có một, đó là căn cứ phóng ở Hải Giác. Nơi này là một trong những nơi quan sát tốt nhất của Văn Xương cho lần phóng tên lửa này. Lúc này Tinh Tinh cũng đã tỉnh dậy thấy Vu Đồ tắt báo thức của mình đi rồi, nhưng cũng không sao. Ở đâu thì cũng là tiễn chồng mình xuất chinh cả, đã hoàn tất chú giải cho tên lửa. Các nội dung chỉ tiêu tính năng ổn định, phù hợp với yêu cầu phóng đi của máy thăm dò. Nhưng vẫn phải kiểm tra đối chiếu kỹ lưỡng lại lần nữa các chỉ tiêu, Tinh Tinh cũng đang xuất phát đến điểm xem phóng tên lửa. Ở đây chỉ có kỹ sư trưởng và kỹ sư phó đến, vậy nên lát nữa Tiểu Vu sẽ qua đây. Đến cuối phóng tên lửa thành công cũng sẽ tuyên bố ở đây. Khi nhìn thấy Vu Đồ đang sắp thực hiện được ước mơ của mình, trong lòng Tinh Tinh rất vui, ký ức thời cấp 3 chợt ùa về. Khi đó cô đã tin Vu Đồ chắc chắn sẽ trở thành một kỹ sư thiết kế hàng không vũ trụ tuyệt vời, đếm ngược thời gian rồi. Mọi người đều đang rất nóng lòng chờ đợi, 10 phút trước khi phóng, 5 phút trước khi phóng, thời gian lúc này chỉ còn tính bằng giây, mọi người đều rất hồi hộp. Đã bắt đầu phóng tên, một trong số những ý nghĩa của sự cố gắng của Vu Đồ và đồng nghiệp cuối cùng cũng đã thành công viên mãn. Cảm xúc của mọi người lúc này như vỡ òa, ước mơ cầu Vu Đồ và sự tin tưởng của Tinh Tinh đã thành hiện thực. Cuối cùng thì hôm nay tôi có thể ngủ một giấc thật ngon rồi, tên lửa đã được phóng thành công rồi. Nhưng siêu thần thì vẫn phải đợi thêm nên Vu Đồ vẫn còn căng thẳng, triển khai anten đối đất bình thường, cuối cùng cũng hoàn tất điều chỉnh định hướng máy thăm dò. Lúc này Vu Đồ mới nhẹ lòng, tuyên bố nhiệm vụ phóng siêu thần đã thành công mỹ mãn. Tất cả mọi người đều ở lại đợi người nhà của mình ra, lúc này chỉ còn lại Kiều Tinh Tinh và Tiểu Lý đứng đợi chồng mình. Tiểu Hồ cũng đã ra. Bây giờ chỉ còn lại đôi vợ chồng nhỏ. Đột nhiên Vu Đồ nghĩ rất lâu về trước Tinh Tinh từng nói với anh rằng anh đã là chú thỏ nhìn thấy nhiều ngôi sao nhất rồi, hôm nay anh ta thực sự có thể xem nhiều sao hơn. Vu Đồ đã thực sự cảm động, nước mắt như sắp rơi ra. Lại không biết vợ đang đứng sau mình, lúc quay lại hai người liền chạy đến ôm nhau thật chặt. Tinh Tinh rất tự hào về chồng mình và tất cả đồng nghiệp của anh. Đi thôi, chúng ta mở tiệc chúc mừng. Vậy là phần tóm tắt kết thúc tại đây. Nếu thấy hay thì hãy nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh của mình nhé. Còn bây giờ thì